Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 45. Mắt Scott sáng lên, hơi gật đầu, mắt đầy kinh ngạc cùng xúc động. Thực sự quá đẹp, dân chuyên quả nhiên khác hẳn. Mộc Tâm Lan lo lắng, cảm thấy bất bình thay Tần Lâm, sớm biết trước thì đã không cứu cô ta lúc ở trong rừng già rồi. Bây giờ cô ta còn bán cho người khác. Anh Tần, bây giờ phải làm sao? Sắc mặt Cổ Lực Nam Mỹ tái mét. Cô ấy không ngờ Dương Vân Kim lại không biết lý lẽ như vậy, hơn nữa cuối cùng ngay cả cô ấy cũng không xử lý nổi, giá cả bị bất đồng, Dương Vân Kim cứ khăng khăng làm theo ý mình. Anh Tần bận rộn cả ngày, cứu bọn họ, lại bị chôn chân trong rừng nguyên sinh. Đến cuối lại chẳng thu lại gì, ngay cả cô ấy cũng cảm thấy có lỗi. Anh Tần, tôi, xin lỗi. Tần Lâm nhìn bọn Scott, mặt mày ung dung, khẽ cười, nhưng không nói gì. Được rồi. Mau nói số tài khoản cho tôi đi, tôi chuyển khoản cho cô. Scott nhận lấy hộp sâm lớn đựng sâm vương trăm năm, mỉm cười với người bên cạnh. Tất cả mọi người đều lùi lại một bước, lộ ra ánh mắt khiến người khác kinh sợ. Dương Vân Kim sững sờ, không ngờ ánh mắt của Scott lại lạnh lẽo đến vậy. Anh muốn làm gì? Chuyển tiền cho tôi. Anh ta đấm thẳng vào cằm cô. Dương Vân Kim bị đánh ngã xuống đất, gãy năm chiếc răng. Dương Vân Kim gào thét, nhưng chỉ là miệng hùm gan sứa thôi, cô ta nhìn thấy ánh mắt của Scott, thay vào dáng vẻ hiền hòa lúc nãy là vẻ bá đạo và tàn nhẫn khó tưởng tượng nổi. Anh, sao anh lại đánh tôi? Trả tôi sâm vương đây. Ánh mắt kia rõ ràng là của người từng giết người. Cổ Lực Nam Mỹ cũng phát hiện ra không đúng, nhưng Dương Vân Kim đã bị đánh ngã, Scott nhìn ba người Tần Lâm, có ý định giết người. Mấy người muốn làm gì? Scott cười mỉm. Tựa như tử thần tuyên án, duỗi tay ra, rút một con dao găm từ dưới chân, chậm rãi tiến về bọn họ. Chuyện này vẫn nên giữ bí mật, tốt nhất không có ai được phép nói ra, bốn người các người tốt nhất nên giữ bí mật, thế nên. Mấy người đều phải chết. Tần Lâm lạnh lùng nói. Bọn họ đều là lính đánh thuê. Từ đầu đến cuối, anh chẳng nói gì, mà đứng ở bên quan sát chuyển động của bọn họ, ánh mắt của mỗi người đều rất lạnh, căn bản không hề có hơi ấm. Bảo bọn họ là đội khảo sát nước ngoài, Tần Lâm dù thế nào cũng không tin. Sau rừng cây, một bóng người lưng còng, chậm rãi đi ra, bất ngờ là, đây chính là vị tôn đại thần khám bệnh cho bố Mộc Tâm Lan. Anh Scott lợi hại đấy, ha ha ha, mấy người làm hỏng chuyện tốt của tôi nhất định sẽ không để cho mấy người sống dễ dàng. Là ông, Mộc Tâm Lan trầm giọng nói, sắc mặt u ám, mấy người này trông có vẻ cùng một bọn, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Tôn Đại Thần cười khẩy rồi nói, trong ánh mắt tràn đầy sự độc ác. Đúng vậy, mấy người khiến tôi khó chịu, tôi cũng khiến mấy người khó chịu. Ngay cả Hoàng Lão Tam của tôi cũng bị mấy người giết, mấy người đừng hòng sống nữa. Tôi chỉ là không ngờ mấy ngờ còn có vụ mua bán lớn vậy, sâm vương chục triệu, anh Scott vừa hay lại cần nó. Tần Lâm nói, tôi biết là Hoàng Bì Tử không thể nào có chuyện ngàn dặm đi đến đây, quả nhiên là do ông. Tôn Đại Thần híp mắt. Độc ác nhìn chằm chằm Tần Lâm. Có trách thì trách cậu không biết tự lượng sức mình, còn muốn đối đầu với tôi, cậu có đủ thực lực không? Cậu nghĩ mình rất giỏi phải không? Mất sâm vương rồi nhỉ? Bây giờ cái mạng nhỏ của cậu cũng khó giữ, hối hận chưa? Bây giờ quỳ xuống gọi tôi ba tiếng ông nội, tôi vui tôi còn cho cậu chết toàn thây. Tần Lâm nhún vai nói. Tôi ở đây, muốn lấy mạng của tôi thì lấy đi. Đi chết đi, bầy kiến hôi. Ánh mắt của Scott lạnh lùng, sát khí nặng nề, xông lên ép sát Tần Lâm, con dao lóe lên ánh sáng, nổi bật trên nền tuyết trắng, mang lại sự chết chóc không thể nghi ngờ, nơi lưỡi dao đi qua, sát khí bừng bừng. Tốc độ của Scott vô cùng nhanh, trầm lặng mà nhanh nhẹn như sét đánh, muốn giết chết đám Tần Lâm. Nhưng Scott không ngờ tốc độ của Tần Lâm không hề kém cạnh, thậm chí còn nhanh hơn, bước chân nhẹ nhàng, đạp vào tuyết không hề để lại dấu vết. Dễ dàng tránh khỏi một chiêu chí mạng của mình. Thú vị đấy, công phu hoa hạ à. Ánh mắt của Scott ngày càng lạnh, nó lóe sáng, nụ cười đem theo sự phấn khích, muốn ép sát Tần Lâm. Tần Lâm ra đòn như chớp, quyền cước như rồng, anh rất tự tin về công phu hoa hạ, nó là thứ sư phụ đã dạy, sư phụ không chỉ dạy anh y thuật, mà còn dạy cả về kim bạc, võ thuật, cứu người như lửa, giết người như ngóe. Y võ song toàn mới thực sự là Tần Lâm. Tần Lâm bước về phía trước, vững như núi Thái Sơn, đối mặt với sự tấn công của Scott, anh bất động như núi,
một tay đánh trả, một đòn uy lực như núi, khiến cho cơ thể của Scott lùi về sau mấy bước. Ánh mắt của Scott ngày càng sáng rực, anh ta chưa bao giờ gặp được cao thủ lợi hại như vậy, có vẻ như công phu hoa hạ thực sự lợi hại. Scott ổn định cơ thể, lại lao lên, trở tay nắm chặt dao găm, đâm rồi lùi lại, tiến hành song song, sự sắc bén của con dao lộ ra, sát khí ngập trời. Tần Lâm vẫn nhìn thẳng, với đòn đánh của Scott, anh lấy lui làm tiến, lấy bát cực quyền đón gió làm trung tâm, sau kéo giãn ra, nhanh chóng tấn công, một tay bắt được cổ tay của Scott. Cho dù dao găm của Scott cho dù thế nào cũng không dịch chuyển được, cứ như bị gọng kìm kềm chặt lại. Anh ta xoay người đánh về phía Tần Lâm dùng cùi chỏ đánh lại, đánh gãy bả vai Scott. Scott nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đánh lại, Tần Lâm lại ung dung không vội, lên gối, khiến cho Scott tránh không kịp, lồng ngực trong nháy mắt bị Tần Lâm đánh gãy, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tao giết mày! Scott giống lên, bị Tần Lâm áp chế, dùng hết bản lĩnh của bản thân xông lên trước, Tần Lâm trở tay tóm lấy, dao găm nháy mắt rạch ngang cổ họng Scott, máu tươi phun ra, hắt trên nền tuyết, một màn này khiến cho người ta sợ hãi, nhìn mà giật mình. Đám lính đánh thuê lôi súng trường sau lưng ra, hướng vào Tần Lâm. Dừng tay! Tần Lâm tóm lấy cơ thể Scott, chắn trước ngực mình, có điều lúc này, Scott đã ôm lấy cổ họng mình, chỉ còn thoi thóp. Xung quanh đều là máu tươi, Mộc Tâm Lan và Cổ Lực Nam Mỹ đều kinh ngạc, Tần Lâm giết người sao? Có điều anh ta cũng muốn giết bọn họ, Tần Lâm đâu thể ngồi im chờ chết dược. Tần Lâm ung dung giết chết Scott, khiến bọn họ nhìn thấy mà run rẩy, giết người với bọn họ mà nói là điều gì đó xa vời. Tần Lâm lạnh lùng nói. Mấy người dám tiến lên, tôi sẽ cắt đứt cổ họng anh ta. Tôn Đại Thần nhấc chân chạy trốn, căn bản không dám nhìn Tần Lâm, sợ mình sẽ trở thành Scott thứ hai. Mau giết anh ta, anh Scott hết chỗ cứu rồi. Tần Lâm gầm lên một tiếng, chỉ nghe thấy trên bầu trời, một loạt tiếng súng máy vang lên, xuất hiện từ giữa không trung. Giết! Tách tách tách, tách tách tách. Súng liên thanh lia qua, lúc này hơn mười mấy tên lính đánh thuê không thể nào lánh thân, muốn chạy cũng không chạy nổi, bọn họ thậm chí còn không biết rốt cuộc là có chuyện gì thì đã bị trúng đạn mà chết. Bao gồm của Tôn Đại Thần, ông ta nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại chết trong vụ xả súng điên cuồng này. Cứu với, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tiếng gào thét của Dương Vân Kim không hề thua kém tiếng súng nổ, lúc này sau trận xả súng tất cả lính đánh thuê đều nằm trong vũng máu. Mộc Tâm Lan và Cổ Lực Nam Mỹ nở người ra, rốt cuộc là sao vậy? Đầu họ rối như mớ bòng bong, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vụ xả súng vừa nãy khiến tim họ như sắp nhảy ra ngoài, trong lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh ai cũng cảm nhận được sự hiệu triệu của thần chết, họ chưa từng trải qua sự tuyệt vọng như vậy. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ bị bắn chết, nhưng khi mở mắt nhìn họ phát hiện đám lính đánh thuê trước mặt đều ngã xuống. Xoạt xoạt xoạt, cánh máy bay không ngừng chuyển động trên không trung, âm thanh chói tai làm họ hoảng hốt. Dương Vân Kim sợ hãi ngẩng đầu nhìn, khắp người run rẩy. Cô ta phát hiện ra mình vẫn chưa chết, người ngã xuống là đám lính đánh thuê, máu bắn khắp người khiến cô ta kinh hồn bạt mạng. Sao lại thế này, .sao lại. Dương Vân Kim gào khóc, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng may là cô ta vẫn chưa chết. Xin lỗi cậu Tần, tôi đến muộn rồi. Phương Hồi ngồi trên máy bay trực thăng nói với vẻ mặt nghiêm nghị, suýt chút nữa để cậu Tần rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, ông ấy biết mình khó thoái thác được lỗi lầm. Tần Lâm lắc đầu. Xách hộp đựng sâm vương trăm năm, đi về phía Mộc Tâm Lan và Cổ Lực Nam Mỹ. Mau đi thôi, chỗ đây trời băng đất tuyết không phải nơi tốt lành gì. Tần Lâm nói. Sự rối bời hiện lên trong ánh mắt của Cổ Lực Nam Mỹ, không ngờ rằng Tần Lâm lại lợi hại như thế. 10 chiếc máy bay trực thăng lượn vòng tròn trên đầu họ, thế trận này thật khó có thể tin nổi. Tất cả lính đánh thuê đều bị bắn chết, cho dù là tên Tôn Đại Thần nhảy mời thần cũng không phải ngoại lệ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đây là ở trong núi sâu rừng rậm sẽ không ai để ý, đợi mùa xuân năm sau, khi tuyết tan ra, có lẽ thi thể của bọn họ đã bị thú rừng ăn mất rồi, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Nam Mỹ tôi ở đây. Dương Vân Kim chạy thục mạng lao đến vẫy tay với Nam Mỹ, cô cười khổ trong lòng, có điều lúc này cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi Dương Vân Kim, mặc dù trước đây cô ta từng làm những chuyện khiến bản thân vô cùng đau khổ. Thế nhưng để cô ta một mình ở đây, thực sự quá nguy hiểm. Anh Tần.
Cổ Lực Nam Mỹ nhìn Tần Lâm. Đi đi. Tần Lâm gật đầu, Cổ Lực Nam Mỹ cười rạng rỡ, chạy về phía Dương Vân Kim. Mộc Tâm Lan đờ đẫn nhìn Tần Lâm, sự lợi hại của anh Tần khiến cô thật khó tin, giống như đang trong mơ vậy, dọc đường đi anh cũng quan tâm chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Cô biết rằng mình hoàn toàn không xứng với anh Tần, nhưng sự rung động xao xuyến của người con gái đó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đối với Mộc Tâm Lan mà nói, có thể là nỗi buồn lớn nhất, bởi vì cô mãi mãi không thể nào chạm vào trái tim của Tần Lâm được. Lúc học đại học, cô luôn là nữ thần trong mắt đám con trai, bao nhiêu người ao ước muốn có được cô, nhưng sau khi vào đời cô mới biết được bản thân mình nhỏ bé nhường nào, trước mặt Tần Lâm, cô giống như một con vịt xấu xí, hoàn toàn không có bất cứ điểm nổi bật nào. Anh Tần đối xử rất tốt với cô, nhưng Mộc Tâm Lan biết bản thân không thể coi đây là yêu được, trừ phi chính miệng anh nói với cô, cho dù là vậy thì cô vẫn thấy vô cùng tự ti, cô thích Tần Lâm là thật. Không phải vì tiền mà do anh là một người đàn ông ngầu có trách nhiệm và khí phách, người như thế mới đáng để giao phó cuộc đời. Nhưng người ta có đồng ý hay không? Mộc Tâm Lan cười khổ trong lòng, đối với cô tất cả giống như một giấc mơ vậy, cô chỉ là một cô gái nông thôn giản dị mộc mạc, nhưng lại cùng Tần Lâm trải qua sự việc khó tin như này. Đi nào, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Tần Lâm cười nói, kéo tay Mộc Tâm Lan cùng nhau lên máy bay trực thăng. Bàn tay của anh Tần mới ấm áp làm sao, nhưng bản thân cũng chỉ có thể cảm nhận một chút hơi ấm dư thừa của anh mà thôi. Sau khi trở về làng, Dương Vân Kim đã định thần lại, nhưng lúc này cô ta hoàn toàn không dám nhìn Tần Lâm, sợ anh sẽ giết cô ta. Ban đầu cô ta tưởng Tần Lâm chỉ là một con cừu non nhưng mãi sau mới biết anh là sói xám hung dữ, thực lực của anh khiến cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Củ sâm vương trăm năm này rất tốt, cảm ơn cô. Sau khi nhìn nhân sâm, Tần Lâm nói với Cổ Lực Nam Mỹ. Anh thích là được, anh Tần, anh sắp đi à? Cổ Lực Nam Mỹ nhìn mấy chiếc xe đỗ trước cổng làng, tất cả đều đang đợi anh. Ừ, có duyên sẽ gặp lại, à đúng rồi, tôi phải chuyển tiền cho cô, 1 triệu nhé, tôi không thể lấy không của cô được. Tần Lâm nói. Anh Tần tôi nói rồi không cần đâu, hơn nữa tôi cũng không có thẻ ngân hàng, khi nào nhớ đến tôi thì mời tôi một bữa là được rồi. Cổ Lực Nam Mỹ cười rạng rỡ, giống như tiên nữ trên trời vậy, rung động lòng người, ngay cả Tần Lâm cũng không khỏi sững sờ, quả nhiên là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta thấy vô cùng thoải mái. Đúng là một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Tôi có thẻ ngân hàng, tôi gửi vào điện thoại của anh rồi. Dương Vân Kim đỏ ửng mặt, khẽ nói. Nếu không phải nể tình Nam Mỹ thì cô đã chết trăm lần rồi. Không phải tiền nào cũng có thể kiếm, biết chưa? Lời nói của Tần Lâm khiến Dương Vân Kim giống như rơi vào hố băng, nhưng bây giờ cô ta không dám phản bác lại, gật đầu lia lịa, dường như từng cọng lông trên người đều đang nghe theo lời chỉ dạy của Tần Lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải. Dương Vân Kim gật đầu lia lịa như trống lắc. Sau này sẽ có ngày gặp lại. Tần Lâm vẫy tay với Cổ Lực Nam Mỹ rồi quay người rời đi. Cô cứ đứng thất thần nhìn bóng dáng của Tần Lâm đi xa một hồi lâu. Sao thế, mất hồn rồi à, người ta là ông chủ lớn, cô tưởng anh ấy sẽ để ý đến cô sao, đừng có ở đó mê trai nữa Nam Mỹ à. Dương Vân Kim bĩu môi nói. Cô mới mê trai ấy, anh Tần cứu mạng chúng ta, chẳng lẽ không nên tiễn anh ấy sao? Cổ Lực Nam Mỹ đỏ ửng mặt nguyết Dương Vân Kim một cái rồi quay người trở về nhà, nhưng trong lòng lại có một sự thất vọng khó nói thành lời. Trên đường trở về thành phố, Tần Lâm cũng rất cảm kích Phương Hồi, nếu không phải ông ấy đưa máy truyền cảm cho anh thì có thể anh lại phải trải qua một cuộc chém giết đẫm máu. Những tên lính đánh thuê đó đều là những kẻ giết người không ghê tay, không dễ đối phó, may mà Phương Hồi đến kịp thời. Cậu Tần, bây giờ cậu định về Đông Hải sao? Phương Hồi cười nói. Ừ, chuyện này cũng xong rồi nên về thôi. Cái này. Phương Hồi hơi khó xử, cười hi hi. Điệu bộ cứ ngập ngừng, trông như có điều gì muốn nói. Có chuyện gì ông cứ nói đi, nếu như giúp được tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Tần Lâm nói, Phương Hồi đã giúp anh một chuyện lớn, mặc dù là người chú cung giới thiệu nhưng rất tận tình, ân huệ này anh luôn giữ trong lòng. Hi hi, không gì có thể qua được mắt cậu Tần, tôi thực sự có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Phương Hồi khó xử nói. Có gì thì cứ nói thẳng đi,
không cần phải úp úp mở mở, Tâm Lan là bạn tốt của tôi, cũng không phải người ngoài. Tần Lâm đáp, nghe Tần Lâm nói mình là bạn tốt của anh ấy, Mộc Tâm Lan thấy vui nhưng cũng có chút thất vọng, quan hệ của hai người cũng chỉ dừng ở đây thôi. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, năm nay tôi cũng hơn 40 rồi nhưng vẫn chưa có mụn con nào, thế nên vô cùng phiền não. Tập đoàn Lâm Thị rất lớn nhưng không có ai có thể thay tôi tiếp quản, bất hiếu có ba loại, bất hiếu lớn nhất là không có hậu duệ nối dõi, mặc dù bây giờ tôi rất thành đạt nhưng lại không có con, mấy năm nay tôi luôn lo lắng về chuyện này, tôi cũng đã từng thử nhiều cách nhưng không được. Phương Hồi thở dài nói, có thể thấy rõ sự lo lắng, khổ não của ông ấy. Không có con là chuyện rất đối bình thường trong xã hội, cho dù kẻ giàu hay người nghèo thì con cái cũng là điều quan trọng nhất. Không có người nối dõi tông đường thực sự khiến người ta thấy lo lắng. Mấy năm trước tôi cũng không có ý định có con, nhưng mấy năm gần đây áp lực ngày càng lớn, mỗi lần khám sức khỏe đều không bằng trước đây, tôi cũng muốn có con lắm chứ, gia nghiệp lớn thế này không thể để cho người ngoài được đúng không? Nếu vậy thì cậu nói xem tôi phấn đấu của một đời là vì cái gì chứ? Cho dù giàu sang nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ gia đình có con, niềm vui được con cháu phụng dưỡng. Tuổi càng cao càng nhận ra tầm quan trọng của con cái. Trước đây chẳng suy nghĩ gì, nhưng giờ muốn có con lại không được, hai vợ chồng tôi đã đi bệnh viện mấy chục lần rồi nhưng đều vô ích, kiểm tra thì không có vấn đề gì nhưng lại không sinh được. Phương Hồi nói một tràng, càng nói càng thở dài, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ừ, vậy tôi sẽ khám cho hai vợ chồng ông, nhưng có thành công hay không thì phải xem ý trời. Tần Lâm gật đầu nói. Phương Hồi vui mừng. Vội cảm ơn. Có lời nói này của cậu Tần thì tôi yên tâm rồi, cậu ra tay cứu chữa chắc chắn không có vấn đề gì. Trước đây Phương Hồi nghe ông Cung nói Tần Đại Sư lợi hại cũng chỉ là lời đồn, nhưng khi tận mắt chứng kiến Tần Lâm chữa khỏi bệnh cho Mộc Đạt Hoa, ông mới thực sự biết anh giỏi cỡ nào, vì thế lần này ông nhất định phải nắm bắt cơ hội, Tần Đại Sư chắc chắn sẽ có cách. Vậy được, bây giờ chúng ta đến nhà ông đi, Tâm Lan nếu em có việc thì cứ về trước. Tần Lâm nói. Ừm, vậy được, anh Tần, có chuyện thì gọi cho em về trước đây. Mộc Tâm Lan thấy hơi thất vọng, đau dài không bằng đau ngắn, cô sợ mình ở bên cạnh anh Tần càng lâu thì càng không thể dứt ra được. Đất rộng của nhiều là đặc điểm lớn nhất của vùng Đông Bắc, tỉnh Lâm từng là khu công nghiệp ở nơi đây, mấy năm trước phát triển rất mạnh, kéo theo nền kinh tế cả nước, nhưng gần đây phát triển rất chậm, cảm nhận lớn nhất của Tần Lâm khi đến nơi đây là đất rộng người thưa. Nhưng anh rất ấn tượng về sự ngay thẳng phóng khoáng của người dân Đông Bắc. Phương Hồi là nhân vật nhất nhì tỉnh Lâm, có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, chủ yếu là ngành bất động sản và y dược, có thể nói là đẳng cấp ông trùm hàng đầu. Là tỷ phú thực sự, nhà của Phương Hồi đương nhiên cũng rất giàu có, nếu không phải Tần Lâm hiểu biết nhiều thì cũng sẽ bị choáng ngợp bởi thành lũy của Phương Hồi, vượt xa trang viên thanh mai của Tần Lâm. Điều quan trọng là nơi đây rất rộng, rừng xanh bao phủ, có ba hồ bơi. Biệt thự kiểu thành lũy, có tận mấy tòa nhà, sân chơi golf, suối nước nóng Oxygen 3, ở đây bạn có thể nhìn thấy, tận hưởng mọi thứ bạn muốn. Thế nào, cậu Tần, tôi ở đây được không? Ha ha, sau này nếu cậu thích thì cứ đến bất cứ lúc nào, tôi cũng ít khi ở đây, tại xa công ty quá, tôi vẫn thích sự ồn ào náo nhiệt của thành thị hơn, chỗ này là trang viên tư nhân lớn nhất tỉnh Đông Sơn, tôi tốn mấy tỷ mới mua được đấy. Phương Hồi tự hào nói. Quả thực không tồi, Hoa Phủ Bắc Quốc, cái tên cũng đã làm nổi bật tiếng tăm. Tần Lâm gật đầu, cảnh đẹp nơi đây thực sự rất tuyệt, chẳng khác gì ở trong rừng rậm, không khí mát mẻ, đem lại cảm giác dễ chịu thoải mái như đang ở giữa rừng thảo nguyên vậy. Không sai, Nam có Thanh Mai, Bắc có Hoa Phủ, trang viên Thanh Mai ở phía Nam, thành cổ Hoa Phủ ở phía Bắc đều nổi danh khắp nước, trang viên Thanh Mai mặc dù rất đẹp nhưng không thể nào to bằng chỗ này của tôi. Ha ha ha, mặc dù nổi tiếng như nhau nhưng tôi vẫn thấy ở đây dễ chịu hơn, thích hợp để dưỡng sinh. Dù sao thì khu vực phía Nam đều là tấc đất tác vàng, ngang hàng với phong cảnh ở phía Bắc nước ta. Đúng là vậy, không khí nơi đây thực sự tốt hơn ở trang viên Thanh Mai, tôi chính là chủ nhân ở nơi đó. Tần Lâm nói xong, Phương Hồi hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Thì ra cậu Tần là chủ nhân của trang viên Thanh Mai. Tôi đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi, ha ha. Phương Hồi càng thấy kính phục Tần Lâm hơn, không ngờ anh lại có lai lịch khủng như thế, hơn nữa còn rất khiêm tốn, không ngờ chủ nhân của hai khu trang viên lớn nhất Nam Bắc lại gặp nhau ở đây. Hoa Phủ Bắc Quốc và trang viên Thanh Mai đều có vẻ đẹp riêng, đất rộng của nhiều,
bầu không khí trong lành khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Tần Lâm gật đầu, tấm tắc khen, đây quả thực là một nơi khá đẹp. Hai năm gần đây, cũng bởi vì vợ tôi đang dưỡng sinh nên chúng tôi muốn có con rồi mới chuyển đến đây ở, không thể tự dưng đến nơi xa thế này được. Cho dù đất rộng thì có tác dụng gì chứ, hai cái thân già này vẫn cô độc lẻ loi, nếu như không có con thì chẳng có ai thừa kế những thứ này, hát. Phương Hồi đau khổ lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, sự thật là vậy, lẽ nào số mệnh của ông đã định như thế sao? Tiền của nhiều nhưng lại không có con, đây là một chuyện vô cùng tuyệt vọng đối với bất kỳ ai. Đừng nói những chuyện này nữa, cậu Tần, mời. Tần Lâm và Phương Hồi nhanh chóng đến cổng. Vào bên trong biệt thự nhìn thấy hai người đang nghiêm túc bàn bạc, trong đó có một thanh niên tầm 27-28 tuổi, mặc vest đi giày da, vô cùng trang trọng, người còn lại mặc một bộ trang phục thời đường, tầm 40-50 tuổi, để tóc dài và râu, đem lại cảm giác của tiên nhân đắc đạo. Chú hai, cuối cùng chú cũng về rồi. Người thanh niên mắt sáng rực khi thấy Phương Hồi, rảo bước đến. Vân Long, vị này là... Phương Hồi cau mày lại, ông ấy hơi khó chịu khi chưa được sự cho phép mà Phương Vân Long lại dẫn người ngoài vào nhà. Chú hai, đây là Mạt đạo tử đại sư của Thiên Sư Đạo mà cháu đặc biệt mời tới để khám bệnh cho thím hai. Phương Vân Long hào hứng nói. Mạt đạo tử đại sư là truyền nhân đời thứ 37 của Thiên Sư Đạo, là đại sư đạo gia chân chính, rất có kinh nghiệm trong việc điều hòa âm dương, lần này nhất định có thể giúp được chú và thím. Phương Hồi gật đầu, dù gì Phương Vân Long cũng là cháu ruột của mình, anh ta cũng rất lo lắng về chuyện này, chung quy là vì muốn tốt cho người nhà thế nên ông không trách anh ta. Chú hai, đây là... Phương Vân Long nhìn Tần Lâm. Cậu ấy là bạn của chú, cũng đến để khám bệnh cho chú. Phương Hồi bình thản nói. Anh Hồi, anh về rồi à? Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp tầm hơn 30 tuổi tươi cười rạng rỡ bước từ trên tầng xuống. Vân Long cũng ở đây sao? Trần Hi Hi đến bên cạnh Phương Hồi, cởi áo khoác ngoài cho ông. Thím hai, đây là Mạt đạo tử đạo trưởng của Thiên Sư Đạo cháu đích thân mời đến cho chú thím. Cháu cũng tốn công rồi, cảm ơn cháu nhé. Trần Hi Hi gật đầu với Mạt đạo tử, tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt, mấy năm nay bà ấy và Phương Hồi muốn có con mà không được, bà ấy không ngừng chăm sóc sức khỏe, uống thuốc. Hơn nữa đã ở trong Hoa Phủ Bắc Quốc có nguồn oxy tự nhiên này được 2 năm rồi, bởi vì muốn khỏe mạnh để sinh một người con nối dõi tông đường cho Phương Hồi, nếu không gia nghiệp khổng lồ này sẽ không có ai kế thừa. Tôi thấy ông Phương không tin tôi đúng không? Ông lại mời một tên oát con vắt mũi chưa sạch cũng đến để chữa bệnh, chẳng phải là đang sỉ nhục tôi sao? Mạt đạo tử khẽ nói, khóe miệng nhếch lên thể hiện sự chế giễu. Đúng vậy, tên này thì hiểu cái gì? Chú hai. Chú tuyệt đối đừng để bị cậu ta lừa, một tên vắt mũi chưa sạch thì có bản lĩnh gì chứ? Thời buổi này kẻ giả danh lừa đảo nhiều lắm, chúng ta phải cẩn thận vào. Phương Vân Long cười khẩy, nhìn Tần Lâm với ánh mắt khinh bỉ. Tuổi trẻ suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không tìm công việc đàng hoàng lại đi làm cái nghề lừa đảo này, cậu không nhìn lại cái bản thân mình xem có đủ tư cách chữa bệnh cho chú thím tôi không? Tôi mặc kệ cậu lừa chú hai tôi thế nào nhưng cậu không lừa nổi tôi đâu. Cậu tưởng mình là ai chứ? Thực sự coi mình là cao nhân đắc đạo như Mạt đạo trưởng ư? Cậu xứng chắc, chú hai tôi vì bệnh nặng chạy chữa khắp nơi nên mới tìm đến cậu. Biết điều thì cút ngay đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nếu như tôi thực sự vạch trần thì cậu còn mặt mũi đứng ở đây sao? Bây giờ tôi giữ thể diện cho cậu, cậu còn biết sai để sửa, nếu không lát nữa sẽ không may mắn như này đâu. Lời lẽ của Phương Vân Long sắc bén. Ánh mắt như lưỡi dao muốn xé toạc Tần Lâm, đầy tính gây hấn khiến anh thấy rất khó chịu, anh cau mày lại, nếu không phải Phương Hồi từng giúp đỡ bản thân thì chắc chắn anh sẽ rời đi ngay lập tức. Im miệng, đây là khách chú mời đến, ai cho cháu nói lời lẽ ngông cuồng với cậu Tần chứ? Cút ngay đi. Phương Hồi tát một phát vào mặt Phương Vân Long, mặt anh ta thâm tím lại, nghiến răng nghiến lợi, mắt long sòng sọc, nhưng không dám làm gì chỉ đành trừng mắt nhìn Tần Lâm. Thôi bỏ đi anh Hồi. Vân Long cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, sao chúng ta có thể hất bỏ ý tốt của thằng bé chứ? Vân Long còn không mau xin lỗi chú hai đi. Trần Hi Hi khoác tay Phương Hồi rồi nói. Cháu xin lỗi chú hai, cháu biết sai rồi ạ. Phương Vân Long cuộn chặt nắm đấm, khẽ nói. Chú hai trước giờ chưa từng đánh anh ta, chỉ vì tên họ Tần chó chết này, đồ khốn nạn.
Nếu đã vậy rồi thì để Mạt đạo trưởng xem cho ông Phương đi. Tần Lâm nói. Cậu Tần, cái này. Phương Hồi khó xử nói. Không sao, người ta đã có lòng muốn chữa như thế thì không cần tôi nhúng tay vào, tôi đứng một bên xem là được rồi. Biết điều là tốt, có đạo trưởng tôi ở đây không đến lượt cậu múa rìu qua mắt thợ. Mạt đạo tử cười khẩy rồi nói. Chú hai, Mạt đạo trưởng là truyền nhân của Thiên Sư Đạo, có ông ấy ở đây chú và thím nhất định sẽ thành công. Phương Vân Long ôm mặt nói. Nếu đã thế thì để Mạt đạo trưởng khám cho thím với chú đi. Trần Hi Hi nói. Mời hai vị ngồi. Mạt đạo tử gật đầu, ra vẻ lão luyện, sờ mạch tượng cho Trần Hi Hi và Phương Hồi. Ô, đây là vòng chân châu tâm Phật trong truyền thuyết sao? Là chuỗi vòng quan âm tặng đệ tử, lại còn phát sáng như thế, chắc là của đại sư phải không? Mạt đạo tử kinh ngạc nhìn chuỗi vòng tâm Phật của Phương Hồi. Vòng tâm Phật này đúng là đã được đại sư khai quang, hơn nữa không phải người tầm thường, theo lý mà nói thì không thể nào có chuyện đó, ông phải bảo quản cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất. Mạt đạo tử ngưỡng mộ nói. Chuỗi vòng tâm Phật này là của đại sư Nguyên Phúc người mà Vân Long giới thiệu đưa cho tôi, nói rằng tôi được quý nhân phù hộ, người khác trả bao nhiêu tiền cũng không bán, xem ra là bảo bối thực sự. Phương Hồi gật đầu nói. Mạch tượng của ông mạnh, hơn nữa rất ổn định, không hề có điều gì khác thường, có điều phu nhân lại mắc bệnh khó nói không dễ nhận ra. Mạt đạo tử cau mày. Ý gì chứ, lẽ nào là vấn đề của tôi sao? Mạt Trần Hi Hi biến sắc, lo lắng hỏi Mạt đạo tử, đợi ông ta trả lời. Có thể coi là như thế, nhưng các người chỉ cần dùng thuốc của bần đạo là sẽ không sao. Mạt đạo tử vô cùng tự tin, mỉm cười, móc từ trong ngực ra một viên đan dược. Đây là thập toàn đại bổ đan mà tôi đã dày công chế luyện, dùng một năm là sẽ chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhất định hai vị có thể sinh một cháu bé bụ bẫm. Mạt đạo tử thề thốt, vô cùng tự tin về đan dược của mình. Thập toàn đại bổ đan. Hai mắt Trần Hi Hi sáng rực nhìn viên đan dược trong tay Mạt đạo tử rồi quay sang nhìn Phương Hồi, có thể nhận ra sự kỳ vọng của bà. Mấy năm rồi mà họ không có tin tức gì, thế nên đã đi chạy chữa khắp nơi, tìm vô số danh y nhưng đều vô ích, điều này khiến Phương Hồi thấy hơi tuyệt vọng, bởi vì Tần Lâm đã chữa khỏi cho cả nhà họ Cung nên ông ấy cũng hy vọng anh có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Chú hai, Mạt đạo trưởng là cao nhân đắc đạo, truyền nhân của Thiên Sư Đạo, không có gì phải nghi ngờ uy quyền của ông ấy, lần này xem ra chúng ta tìm đúng người rồi. Phương Vân Long vui mừng như thể mình sinh con vậy. Vậy thì kê thuốc một năm đi, hết bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể chữa được, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Trần Hi Hi mừng rỡ nói. Chữa bệnh cứu người khắp thiên hạ là chí nguyện cả đời của bần đạo, không phải vì kiếm tiền, nếu hai vị cứ nhất quyết đưa, vậy thì đưa chút tiền phí là được, tôi cũng sẽ dùng số tiền này để cứu chữa người dân nghèo khổ trong thiên hạ. Mạt đạo tử cười ha ha nói, vẻ mặt ung dung trầm tĩnh. Tần Lâm nhíu mày, đúng là kẻ ra vẻ đạo mạo, muốn lấy tiền lại còn thanh tao thoát tục như thế, làm vậy ai mà không đưa chứ? Sao nào, không phục à, còn không mau cút đi, có Mạt đạo trưởng ở đây, cậu có tư cách gì mà phát ngôn bừa bãi chứ? Người mất mặt là cậu đấy, chú hai tôi nhất thời nóng vội nên mới bị cậu lừa, cao nhân thực sự phải là người vẫn giữ được cái tâm trong sạch giữa dòng đời xô bồ, chứ tuyệt đối không phải loại danh con vắt mũi chưa sạch như cậu, so với Mạt đạo trưởng cậu chỉ là thứ rác rưởi thôi. Phương Vân Long cười chế giễu nói. Sau này phải học nhiều vào, dựa là lừa đảo là không được, rốt nát kém cỏi không thể thành đạt được, thân là truyền nhân của Thiên Sư Đạo, hôm nay tôi khuyên dạy cậu mấy câu, tự lo liệu cho mình đi. Mạt đạo tử khịt mũi khinh bỉ, cười khẩy nói. Đủ rồi, cậu Tần là khách quý do tôi mời đến, Mạt đạo trưởng nên giữ ý một chút. Phương Hồi trầm giọng nói. Nếu không phải nể tình chú hai thì tôi đã sớm gọi bảo vệ tống cổ cậu ra ngoài rồi, hừ. Phương Vân Long hừ lạnh lùng nói. Không việc gì, xin hỏi có phải ông đang nóng lòng muốn có con đúng không? Tần Lâm cười nói. Ơ, đó là điều đương nhiên rồi, cậu Tần có ý gì thế? Phương Hồi sững sờ. Thế thì đừng uống đống thuốc này thì hơn, cũng đừng đeo chiếc vòng này. Tần Lâm nói. Mặt Phương Vân Long trở nên u ám, phẫn nộ nhìn Tần Lâm. Tên danh con này, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Cậu đang nghi ngờ Mạt đạo trưởng sao? Cậu có thành kiến với tôi không để ý, nhưng Mạt đạo trưởng là truyền nhân của Thiên Sư Đạo,
là cao nhân đắc đạo thực sự, cậu biết mời ông ấy đến đây khó như nào không? Cậu ăn nói bừa bãi, ngông cuồng, tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi. Nhãi danh, không ngờ cậu lại lỗ mãng như thế, cậu tưởng tôi không biết nổi nóng sao? Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác nhưng cậu lại không biết điều, dám ăn nói bừa bãi. Mạt đạo tử cũng rất tức giận. Sao nào, thẹn quá hóa giận à? Tần Lâm cười khẩy nói. Người này ăn nói vớ vẩn, người đâu mau đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi, cậu lừa được chú hai nhưng không lừa được tôi đâu. Phương Vân Long tức xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói. Bốp! Phương Hồi lại tát một phát vào mặt Phương Vân Long, anh ta sững sờ, ấm ức nhìn chú hai. Chú hai, cháu vì tốt cho chú mà, thằng này rõ ràng là đang lừa chú, lẽ nào chú không nhận ra sao? Cháu tuyệt đối không thể để cậu ta bất kính với chú trước mặt cháu được. Phương Vân Long trầm giọng nói. Vậy sao, vòng chân châu tâm Phật này còn có một cái tên khác, chắc anh cũng biết phải không? Đó là tuyệt tâm chu, chấm dứt phàm trần, một lòng hướng về núi Di Lặc, nghĩa là kết thúc cuộc sống trần tục, một lòng hướng về Phật, cắt đứt quá khứ là chấm dứt thất tình lục dục, đoạn tuyệt với bố mẹ con cái, sống cô độc một mình. Anh đúng là hết lòng vì chú hai của mình đấy nhỉ, hy vọng ông ấy có thể chấm dứt cuộc sống phàm trần, sớm ngày xuất gia đúng không? Thất tình bao gồm, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Còn về thứ thuốc này, tôi nghĩ mình không cần phải xem, chỉ dựa vào mùi là tôi đã đoán ra, thực chất đây là đại bổ, nhưng ngoài ra còn có tác dụng giảm mạnh tỷ lệ sống của đứa bé. Gần như là thuốc triệt sản, nếu uống một năm thì có lẽ cả đời này cũng không thể mang thai. Tần Lâm nói xong, mặt Phương Vân Long và Mạt đạo tử đều biến sắc, phẫn nộ nhìn anh. Chú hai, tên này ăn nói vớ vẩn, chú tuyệt đối đừng nghe lời cậu ta. Phương Vân Long nói, ông Phương có thể tùy ý tìm một tăng nhân xuất gia mấy năm rồi hỏi xem, cũng có thể đi kiểm tra viên thuốc này, đây không là vấn đề khó đối với ông. Còn về việc có phải ăn nói vớ vẩn hay không chắc tôi không phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. Thế nên cũng không cần bắt mạch nữa, cơ thể hai người hoàn toàn bình thường, vấn đề thực sự là ở lòng người. Tôi nói đúng không Phương Vân Long? Tần Lâm cười khẩu, thần thái bình thản điềm tĩnh. Nhưng lúc này mặt Phương Hồi lại cứng đờ ra, trông vô cùng khó coi. Khuôn mặt Trần Hi Hi cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Sao, .sao có thể chứ? Có gì mà không thể, xem ra, thực sự là lòng người có vấn đề. Ánh mắt của Phương Hồi dần trở lên lạnh lùng, nhìn về phía Phương Vân Long. Anh ta sợ sệt, không dám ngẩng đầu nhìn chú hai. Chú hai, chú phải tin cháu, tên này ăn nói linh tinh, chú nhất định phải tin cháu, cậu ta muốn kích đều, cháu vì chuyện của chú thím mà chạy khắp phương Bắc, tìm biết bao nhiêu người, lẽ nào chú không rõ sao? Sao chú lại tình nguyện đi tin người ngoài mà không tin cháu chứ? Mạt đạo trưởng có thể làm chứng cho cháu, ông ấy là cao nhân đắc đạo thực sự, hãy tin cháu, chú hai. Phương Vân Long kích động nói. Cậu Tần là người chú mời đến, không có bất kỳ tư lợi nào, cháu nói tại sao chú lại bằng lòng tin cậu ấy ư? Các người không thể nào biết được uy danh của Tần Đại Sư. Phương Hồi lạnh lùng nói. Sự thất vọng và đau khổ hiện rõ trong ánh mắt của ông ấy. Nếu không phải mấy năm nay anh chạy đông chạy tây, tìm đủ mọi cách thì có lẽ chú hai của anh đã có con rồi. Nếu ông ấy không có con thì ai sẽ là người được lợi nhiều nhất chứ? Người điều hành tập đoàn lớn này trong tương lai sẽ là ai? Chắc anh là người thừa kế thích hợp nhất đúng không? Những điều này tôi không nói thì chú hai anh cũng hiểu. Ban đầu anh chỉ làm chút trò mèo thôi, nhưng lần này anh lại đưa tên đạo sĩ Mũi Châu này đến để lừa chú thím, dùng thứ độc dược mãn tính có tác dụng triệt sản. Xem ra anh cũng đã hạ quyết tâm làm dứt khoát một lần, nhưng anh đã đánh giá thấp lòng quyết tâm của chú hai mình, đồng thời cũng đánh giá thấp người khác. Tần Lâm lắc đầu. Tất cả đều là họa từ lòng tham, đúng là lòng tham không đáy. Tần Lâm đã nói rõ ràng như thế, cho dù Phương Hồi có ngốc thì ông ấy cũng biết nguyên do. Trần Hi Hi bịt miệng, kinh ngạc Phương Vân Long. Vân Long, thực sự là cháu sao? Không phải nó thì là ai chứ? Phương Hồi thở dài. Lắc đầu, sắc mặt vô cùng u ám. Phương Vân Long run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của chú hai, sự việc đã bại lộ, anh ta biết không thể nào xoay chuyển được tình thế. Cháu thực sự khiến chú rất thất vọng,
Chú hai, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, cháu chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến nên mới làm như thế. Chú phải tin cháu, mấy năm qua cháu luôn dốc sức vì công ty, tuyệt đối không có bất cứ ý đồ xấu xa gì. Cháu một lòng muốn tốt cho công ty, coi công ty như nhà của mình, chắc chú cũng thấy được sự nỗ lực cố gắng của cháu mà phải không? Chuyện này không liên quan đến tôi, là cậu ta bảo tôi đến, nói cho tôi 5 triệu. Vẻ mặt Mạt Đạo Tử rất khó coi, lén lùi ra sau định tháo chạy, sự việc đã bị bại lộ rồi, ông ta không thể nào thoái thác trách nhiệm được. Người đâu bắt ông ta lại cho tôi? Phương Hồi quát lên, 10 vệ sĩ ở bên ngoài lập tức lao vào trong bắt Mạt Đạo Tử và Phương Vân Long. Tại sao cháu lại làm như thế hả? Vân Long, cháu là cháu ruột của ta mà. Phương Hồi nheo mắt lại, trong lòng vô cùng đau khổ, những năm qua, ông luôn đối xử với Phương Vân Long như con ruột của mình vậy, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội. Chú hai, chú hãy cho cháu thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi. Mấy năm qua cháu không có công lao thì cũng có công khổ, cháu cầu xin chú, cháu sai rồi, cháu sẽ không làm như thế nữa đâu. Phương Vân Long nước mắt giàn giụa, nhưng có một số chuyện một khi đã làm rồi thì không thể nào cứu vãn được nữa. Tần Lâm nhíu mày, đúng là kẻ ra vẻ đạo mạo, muốn lấy tiền lại còn thanh tao thoát tục như thế, làm vậy ai mà không đưa chứ? Sao nào, không phục à, còn không mau cút đi, có Mạt đạo trưởng ở đây, cậu có tư cách gì mà phát ngôn bừa bãi chứ? Người mất mặt là cậu đấy, chú hai tôi nhất thời nóng vội nên mới bị cậu lừa. Cao nhân thực sự phải là người vẫn giữ được cái tâm trong sạch giữa dòng đời xô bồ, chứ tuyệt đối không phải loại danh con vắt mũi chưa sạch như cậu, so với Mạt đạo trưởng cậu chỉ là thứ rác rưởi thôi. Phương Vân Long cười chế giễu nói. Sau này phải học nhiều vào, dựa là lừa đảo là không được, rốt nát kém cỏi không thể thành đạt được, thân là truyền nhân của Thiên Sư Đạo, hôm nay tôi khuyên dạy cậu mấy câu, tự lo liệu cho mình đi. Mạt đạo tử khịt mũi khinh bỉ, cười khẩy nói. Đủ rồi, cậu Tần là khách quý do tôi mời đến, Mạt đạo trưởng nên giữ ý một chút. Phương Hồi trầm giọng nói. Nếu không phải nể tình chú hai thì tôi đã sớm gọi bảo vệ tống cổ cậu ra ngoài rồi, hừ. Phương Vân Long hừ lạnh lùng nói. Không việc gì, xin hỏi có phải ông đang nóng lòng muốn có con đúng không? Tần Lâm cười nói. Đó là điều đương nhiên rồi, cậu Tần có ý gì thế? Phương Hồi sững sờ. Thế thì đừng uống đống thuốc này thì hơn, cũng đừng đeo chiếc vòng này. Tần Lâm nói. Mặt Phương Vân Long trở nên u ám, phẫn nộ nhìn Tần Lâm. Tên danh con này, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Cậu đang nghi ngờ Mạt đạo trưởng sao? Cậu có thành kiến với tôi không để ý, nhưng Mạt đạo trưởng là truyền nhân của Thiên Sư Đạo, là cao nhân đắc đạo thực sự, cậu biết mời ông ấy đến đây khó như nào không? Cậu ăn nói bừa bãi, ngông cuồng. Tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi. Nhãi danh, không ngờ cậu lại lỗ mãng như thế, cậu tưởng tôi không biết nổi nóng sao. Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác nhưng cậu lại không biết điều, dám ăn nói bừa bãi. Mạt đạo tử cũng rất tức giận. Sao nào, thẹn quá hóa giận à? Tần Lâm cười khẩy nói. Người này ăn nói vớ vẩn, người đâu mau đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi, cậu lừa được chú hai nhưng không lừa được tôi đâu. Phương Vân Long tức xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói. Bốp! Phương Hồi lại tát một phát vào mặt Phương Vân Long, anh ta sững sờ, ấm ức nhìn chú hai. Chú hai, cháu vì tốt cho chú mà, thằng này rõ ràng là đang lừa chú, lẽ nào chú không nhận ra sao? Cháu tuyệt đối không thể để cậu ta bất kính với chú trước mặt cháu được. Phương Vân Long trầm giọng nói. Vậy sao, vòng chân châu tâm Phật này còn có một cái tên khác, chắc anh cũng biết phải không? Đó là tuyệt tâm chu, chấm dứt phàm trần, một lòng hướng về núi Di Lặc, nghĩa là kết thúc cuộc sống trần tục, một lòng hướng về Phật, cắt đứt quá khứ là chấm dứt thất tình lục dục, đoạn tuyệt với bố mẹ con cái, sống cô độc một mình. Anh đúng là hết lòng vì chú hai của mình đấy nhỉ, hy vọng ông ấy có thể chấm dứt cuộc sống phàm trần, sớm ngày xuất gia đúng không? Thất tình bao gồm, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Còn về thứ thuốc này, tôi nghĩ mình không cần phải xem, chỉ dựa vào mùi là tôi đã đoán ra, thực chất đây là đại bổ, nhưng ngoài ra còn có tác dụng giảm mạnh tỷ lệ sống của đứa bé,
gần như là thuốc triệt sản, nếu uống một năm thì có lẽ cả đời này cũng không thể mang thai. Tần Lâm nói xong, mặt Phương Vân Long và Mạt Đạo Tử đều biến sắc, phẫn nộ nhìn anh. Chú hai, tên này ăn nói vớ vẩn, chú tuyệt đối đừng nghe lời cậu ta. Phương Vân Long nói, ông Phương có thể tùy ý tìm một tăng nhân xuất gia mấy năm rồi hỏi xem, cũng có thể đi kiểm tra viên thuốc này, đây không là vấn đề khó đối với ông, còn về việc có phải ăn nói vớ vẩn hay không chắc tôi không phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. Thế nên cũng không cần bắt mạch nữa, cơ thể hai người hoàn toàn bình thường, vấn đề thực sự là ở lòng người. Tôi nói đúng không Phương Vân Long? Tần Lâm cười khẩu, thần thái bình thản điềm tĩnh. Nhưng lúc này mặt Phương Hồi lại cứng đờ ra, trông vô cùng khó coi. Khuôn mặt Trần Hi Hi cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Sao, .sao có thể chứ? Có gì mà không thể, xem ra, thực sự là lòng người có vấn đề. Ánh mắt của Phương Hồi dần trở lên lạnh lùng, nhìn về phía Phương Vân Long. Anh ta sợ sệt, không dám ngẩng đầu nhìn chú hai. Chú hai, chú phải tin cháu, tên này ăn nói linh tinh, chú nhất định phải tin cháu, cậu ta muốn kích đều, cháu vì chuyện của chú thím mà chạy khắp phương Bắc, tìm biết bao nhiêu người, lẽ nào chú không rõ sao? Sao chú lại tình nguyện đi tin người ngoài mà không tin cháu chứ? Mạt đạo trưởng có thể làm chứng cho cháu, ông ấy là cao nhân đắc đạo thực sự, hãy tin cháu, chú hai. Phương Vân Long kích động nói. Cậu Tần là người chú mời đến, không có bất kỳ tư lợi nào, cháu nói tại sao chú lại bằng lòng tin cậu ấy ư? Các người không thể nào biết được uy danh của Tần Đại Sư. Phương Hồi lạnh lùng nói. Sự thất vọng và đau khổ hiện rõ trong ánh mắt của ông ấy. Nếu không phải mấy năm nay anh chạy đông chạy tây, tìm đủ mọi cách thì có lẽ chú hai của anh đã có con rồi. Nếu ông ấy không có con thì ai sẽ là người được lợi nhiều nhất chứ? Người điều hành tập đoàn lớn này trong tương lai sẽ là ai? Chắc anh là người thừa kế thích hợp nhất đúng không? Những điều này tôi không nói thì chú hai anh cũng hiểu. Ban đầu anh chỉ làm chút trò mèo thôi, nhưng lần này anh lại đưa tên đạo sĩ Mũi Châu này đến để lừa chú thím, dùng thứ độc dược mãn tính có tác dụng triệt sản. Xem ra anh cũng đã hạ quyết tâm làm dứt khoát một lần, nhưng anh đã đánh giá thấp lòng quyết tâm của chú hai mình, đồng thời cũng đánh giá thấp người khác. Tần Lâm lắc đầu. Tất cả đều là họa từ lòng tham, đúng là lòng tham không đáy. Tần Lâm đã nói rõ ràng như thế, cho dù Phương Hồi có ngốc thì ông ấy cũng biết nguyên do. Trần Hi Hi bịt miệng, kinh ngạc Phương Vân Long. Vân Long, thực sự là cháu sao? Không phải nó thì là ai chứ? Phương Hồi thở dài, lắc đầu, sắc mặt vô cùng u ám. Phương Vân Long run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của chú hai, sự việc đã bại lộ, anh ta biết không thể nào xoay chuyển được tình thế. Cháu thực sự khiến chú rất thất vọng. Chú hai, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, cháu chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến nên mới làm như thế, chú phải tin cháu, mấy năm qua cháu luôn dốc sức vì công ty, tuyệt đối không có bất cứ ý đồ xấu xa gì, cháu một lòng muốn tốt cho công ty. Coi công ty như nhà của mình, chắc chú cũng thấy được sự nỗ lực cố gắng của cháu mà phải không? Chuyện này không liên quan đến tôi, là cậu ta bảo tôi đến, nói cho tôi 5 triệu. Vẻ mặt Mạt Đạo Tử rất khó coi, lén lùi ra sau định tháo chạy, sự việc đã bị bại lộ rồi, ông ta không thể nào thoái thác trách nhiệm được. Người đâu bắt ông ta lại cho tôi? Phương Hồi quát lên, 10 vệ sĩ ở bên ngoài lập tức lao vào trong bắt Mạt Đạo Tử và Phương Vân Long. Tại sao cháu lại làm như thế hả? Vân Long, cháu là cháu ruột của ta mà. Phương Hồi nheo mắt lại, trong lòng vô cùng đau khổ, những năm qua, ông luôn đối xử với Phương Vân Long như con ruột của mình vậy, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội. Chú hai, chú hãy cho cháu thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi. Mấy năm qua cháu không có công lao thì cũng có công khổ, cháu cầu xin chú, cháu sai rồi, cháu sẽ không làm như thế nữa đâu. Phương Vân Long nước mắt giàn giụa, nhưng có một số chuyện một khi đã làm rồi thì không thể nào cứu vãn được nữa. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì sao ban đầu lại làm? Tham lam làm cho con người diệt vong, bất mãn khiến anh tự hủy hoại bản thân, cũng phá hủy đi kỳ vọng của mọi người lên anh. Tần Lâm nói, đều tại mày cả, thằng khốn, nếu như không do mày thì căn bản chú hai sẽ không thể phát hiện được, đều do mày, đồ khốn kiếp, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Phương Vân Long gầm lên, hệt như một con dã thú, cố gắng thoát khỏi nhân viên bảo vệ, lao về phía Tần Lâm. Thứ ngu xuẩn, cút ngay cho tao.
sau này mày đừng đến tập đoàn Lâm Thị nữa. Phương Hồi đá vào mặt Phương Vân Long, khiến anh ta bay mất vài cái răng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phương Hồi, ông là người lòng lang dạ sói, tôi đã cống hiến rất nhiều cho công ty, ông thật không có lương tâm, ông đúng là đồ mặt người dạ thú, tôi hận bản thân mình vì không tàn nhẫn sớm hơn một chút, vậy thì tôi cũng không đến mức cùng đường như thế này, sao cứ phải đụng chúng Sao Tang Môn sao như thế này. Sao Tang Môn, là một trong lục bại tinh, chủ yếu về tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh tật, chết chóc. Phương Vân Long hung dữ nói, trong mắt đầy vẻ oán hận. Lôi nó ra ngoài, từ giờ tập đoàn Lâm Thị sẽ không còn có người này nữa. Phương Hồi hít sâu một hơi, nhìn ra cửa sổ, trầm giọng nói. Chú hai, cháu là cháu ruột của chú không thể đuổi cháu đi như vậy được, công ty không thể không có cháu, hu hu hu. Tiếng la hét của Phương Vân Long vang vọng trong biệt thự, Trần Hi Hi nước mắt nước mũi đầm đìa, trong lòng đầy lo lắng. Phương Hồi nhìn sang Mạt đạo tử, thản nhiên nói, đánh gãy chân, chọc mù mắt, cắt lưỡi rồi ném ra ngoài đi. Ông chủ tha mạng, ông chủ tha mạng. Mạt đạo tử run như cầy sấy, nhưng ông ta không thể nào thoát khỏi đám bảo vệ cường tráng này được. Ông ta có mơ cũng không thể ngờ rằng chỉ vì lòng tham của bản thân mà hủy hoại đi cuộc đời của mình. Cậu Tần, thật xin lỗi, khiến cậu chê cười rồi. Phương Hồi quay sang Tần Lâm, mặt đầy áy náy. Không sao, mỗi nhà mỗi cảnh. Tần Lâm nhún vai nói, để tranh giành quyền lực, Phương Vân Long chỉ đành khiến cho Phương Hồi không có con nối dõi. Vậy thì sau này tập đoàn Lâm Thị sẽ không có người kế thừa, đương nhiên anh ta sẽ không thể nào bỏ qua số tiền lớn như vậy được. Nếu bệnh của ông đã khỏi rồi thì tôi cũng không cần ở lại đây nữa. Tần Đại Sư nhìn thấu mọi chuyện, biết phân biệt đúng sai, quả không hổ danh với hai từ, Đại Sư. Phương Hồi nghiêm nghị nói. Nếu như chưa thấy sự thật thì vẫn còn tin tưởng mà thôi. Tần Lâm xua tay, cười nói. Ơn tình hôm nay, tôi không có gì để báo đáp. Tần Đại Sư, từ giờ Hoa Phủ Bắc Quốc của tôi sẽ thuộc về Tần Đại Sư. Đây là chìa khóa, lát nữa tôi sẽ cho người đi sắp xếp. Phương Hồi đặt một tấm thẻ vàng vào tay Tần Lâm một cách trịnh trọng. Không thể như vậy được, tôi đã được ông chiếu cố ở núi Trường Bạch nên mới bình an vô sự trở về đây, nếu ông làm vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Tần Lâm lắc đầu từ chối. Tần Đại Sư, lời nói của cậu thật khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, đã giải quyết chướng ngại của công ty tôi, trong lòng tôi vẫn luôn kính phục cậu. Đây là tấm lòng thành của tôi, hiếm khi có dịp nên mong Tần Đại Sư đừng từ chối, nếu như cậu không nhận, tức là cậu đang xem thường tôi rồi. Phương Hồi nói một cách kiên định. Vậy được thôi. Tần Lâm cười khổ, sau khi anh nhận tấm thẻ vàng trên tay Phương Hồi, lúc này ông ấy mới nở nụ cười. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không ở đây lâu nữa, tôi về Đông Hải trước đây. Được, vậy tôi cũng không giữ Tần Đại Sư nữa, để tôi cho máy bay riêng đưa cậu về. Bao nhiêu năm rồi tôi mới quay lại đây? Một cụ già chống gậy, vẻ mặt nghiêm nghị, đứng dưới máy bay nhìn một lượt rồi nói. Nhân viên phía trước hãy nhanh chóng sơ tán, những người không liên quan mau thu dọn đường băng, không được ở trong khu vực hạ cánh khẩn cấp. Không được ở trong khu vực hạ cánh khẩn cấp. Một tiếng kêu chói tai vang lên, khiến cho ông cụ đinh tai nhức óc, mấy cọng tóc trên đầu ông cụ cũng bị thổi cho rối tung cả lên. Ông cụ, xin cẩn thận. Hai người đàn ông trung niên phía sau căng thẳng nói. Đó chẳng phải là máy bay riêng của chủ tịch Phương tập đoàn Lâm Thị sao? Tôi nhận ra chiếc máy bay đó. Lúc trước tôi đã được thấy qua. Trúc Diệu chỉ vào chiếc máy bay lớn đang hạ cánh trên bầu trời và nói. Vậy sao, thật sự là máy bay riêng của ông Phương à? Chúng ta có nên nhanh chóng đi chào hỏi một tiếng không? Trên mặt Trúc Nhị Bạch lộ ra vẻ kích động. Nói cũng phải, bố, chúng ta mau đi thôi. Trúc Phi gật đầu lia lịa, cả ba người nhanh chóng tiến về phía chiếc máy bay đang hạ cánh. Đột nhiên có người trên máy bay nhảy xuống, Trúc Nhị Bạch đã nhìn thấy từ xa. Người đó có phải ông Phương không? Trúc Nhị Bạch nói. Nhìn cũng khá giống đấy bố, chúng ta mau đến đi. Trúc Phi và Trúc Diệu nhanh chóng dìu Trúc Nhị Bạch đi về phía máy bay, nhưng chưa kịp đến nơi thì máy bay đã cất cánh trở lại. Thằng nhóc, đợi đã. Ông Phương đâu? Trúc Phi tiến tới quát vào mặt người thanh niên phía trước. Các người là ai? Tần Lâm nhíu mày. Chúng tôi là ai không quan trọng, tôi hỏi cậu ông Phương đâu? Cậu cứ trả lời là được.
Trúc Phi trầm giọng nói, ra vẻ kênh kiệu. Sao tôi biết được, cứ chạy theo máy bay hỏi đi. Tần Lâm đảo mắt nói, mấy lão già này bao nhiêu tuổi rồi chứ, sắp ngủm củ tỏi hết rồi mà còn tự cho mình là nhất sao. Cậu cậu, thằng nhóc vô lễ này, cậu từ chiếc máy bay đó xuống đúng không? Trúc Phi tức giận quát. Tôi là người thêm dầu. Tần Lâm nhìn một lượt ba người rồi quay lưng rời đi. Bây giờ người trẻ tuổi đi đổ dầu cũng ra vẻ như thế sao, đúng là mỗi nơi mỗi khác, xem ra thành phố Đông Hải cũng không phải chỗ tốt gì cho cam. Vẻ mặt Trúc Diệu sầm xuống, nhìn thấy bóng lưng Tần Lâm rời đi, ông ta bèn cười khẩy. Ngay khi Tần Lâm vừa xuống máy bay, lập tức đã nhận được điện thoại của Trúc Linh Linh. Anh Tiểu Lâm, anh đang ở đâu thế, tối nay anh có rảnh không? Nhà em tổ chức một bữa tiệc gia đình, nên cần có người tham dự, em muốn anh đi cùng em, có được không? Trúc Linh Linh nói. Được thôi, lúc trước anh ra ngoài có tí việc, bây giờ mới quay lại Đông Hải, vậy tối anh đi cùng em nhé. Tần Lâm nói. Em đã bao trọn gói một tầng ở khách sạn lớn Long Nguyên, tất cả người nhà họ Trúc của em đều đến. Trúc Linh Linh nói. Được, anh biết rồi, hẹn gặp em tối nay. Sau khi Tần Lâm cúp điện thoại, đầu tiên anh trở về trang viên Thanh Mai, bởi vì anh phải cất sâm vương để chuẩn bị cho ngày mai tiện dùng. Nghỉ ngơi cả buổi chiều, đến tối Tần Lâm lại đi đến khách sạn lớn Long Nguyên, lúc này Trúc Linh Linh đang ở cửa đợi anh. Anh Tiểu Lâm, cuối cùng anh cũng đến rồi, đi thôi, chúng ta mau vào trong. Trúc Linh Linh nói một cách vui vẻ. Không phải tôi nói cậu đâu Tần Lâm, cậu cả ngày rảnh rỗi nhưng kiếm lại kiếm không được, cũng không biết cậu đi đâu lừa người nữa. Linh Linh thì bận tối mặt tối mày để giúp đỡ gia đình, vô cùng cực khổ, cậu không biết phải nên gánh vác bớt gánh nặng cho nó sao. Linh Linh thật lòng với cậu, sao cậu lại không biết giành lấy cơ chứ? Y quán kia của cậu như thế nào? Có phải sắp đóng cửa rồi không? Lúc này Vương Vân đang đứng cạnh Tần Lâm và Trúc Linh Linh, nói với vẻ phẫn uất. Hôm nay là ngày trọng đại như vậy, Linh Linh còn là nhân vật chính, hiện tại Y Dược Văn Hòa đều đang dựa vào con bé. Nên lúc nào nó cũng bận rộn, còn cậu thì hay rồi, còn phải để con bé ở đây đợi, cậu nghĩ cậu là ai? Được rồi mẹ bớt nói vài câu đi, chị anh Tần không chỉ ở nơi này đâu, nếu như anh ấy muốn kinh doanh thì đã lợi hại hơn con gấp nhiều lần rồi, con thấy y quán của anh ấy vẫn còn làm ăn tốt lắm đấy, cứu người bị thương mới là tình yêu to lớn nhất, chúng ta không thể so sánh nổi đâu. Trúc Linh Linh nói, hứ, đừng có rát vàng lên mặt cậu ta. Còn cả tình yêu to lớn, một năm có thể kiếm được mấy đồng cơ chứ, cho dù cậu ta có kế thừa trang viên Thanh Mai thì cũng không thể nào ăn bừa chờ chết được, chẳng lẽ lại bán trang viên Thanh Mai để sống sao? Y quán đó của cậu kiếm được bao nhiêu tiền chứ, căn bản còn không đủ để tiêu, không khéo đến cả phí duy trì trang viên cũng phải để Linh Linh cho cậu đấy chứ. Vương Vân hừ lạnh nói, mặc dù Tần Lâm kế thừa trang viên Thanh Mai, nhưng trong mắt bà thì Tần Lâm vẫn là một con dế nhũi. Dù cho có trang viên Thanh Mai thì cũng không thể thay đổi thân phận của anh được. Trang viên Thanh Mai không thể đẻ ra tiền, chỉ có những người giàu thật sự mới có khả năng chi trả. Còn người kiếm tiền dựa vào y quán như anh thì làm sao có đủ tiền để trả phí quản lý và duy trì của trang viên Thanh Mai, há chẳng phải là chuyện nhảm nhí hay sao? Bây giờ con gái của bà ngày càng ưu tú, Tần Lâm căn bản không thể sánh với Linh Linh được, vậy nên bà mới luôn muốn con gái phải vạch rõ ranh giới với Tần Lâm. Nhưng đứa con gái ngu ngốc này vẫn cứ cứng đầu như thế, Vương Vân đã không ngừng nói hết lần này đến lần khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thanh danh của con gái bà cũng sẽ bị hủy hoại, vậy thì sau này còn ông lớn nào ở tỉnh Hán Đông sẽ để ý đến con gái bà nữa đây? Sao cô lại không biết giữ thân mình cơ chứ, không suy nghĩ về lâu về dài hay sao? Bản thân người làm mẹ thật là muộn phiền quá đi. Mẹ, đã nói là đừng làm loạn ở đây rồi mà. Nếu mẹ còn nói lung tung nữa thì con sẽ nổi giận thật đấy. Trúc Linh Linh có vẻ tức giận, lúc này Vương Vân mới im lặng. Nếu như cậu không có chí tiến thủ thì sau này Linh Linh sẽ không theo cậu đâu, Tần Lâm, cậu tự biết mình nên làm gì rồi đó. Vương Vân trợn mắt nhìn Tần Lâm, lúc nào anh cùng bày ra vẻ lười nhác như thế, còn luôn mặc đồ chợ, cứ mỗi lần nhìn là bà lại tức giận. Nhưng sự cám dỗ của trang viên Thanh Mai lại quá lớn. Đó là một trang viên siêu to có giá trị liên thành, đúng là tấc đất tấc vàng. Nếu khi nào có thể đá Tần Lâm ra ngoài, sau đó ký tên con gái vào thì mới có thể yên tâm được. Được, cháu sẽ cố. Tần Lâm gật đầu cười mỉm. Anh Tiểu Lâm đừng nghe mẹ em nói,
bà ấy chỉ đang lo lắng thôi. Trúc Linh Linh kéo Tần Lâm vào trong khách sạn, lúc này đã có rất nhiều người nhà họ Trúc đến đây, ngồi kín cả mấy bàn, hơn nữa còn có cả quản lý cấp cao của công ty, lần này là buổi gặp mặt gia đình nhà họ Trúc, nhưng không chỉ có mỗi người nhà họ Trúc ở đây. Anh biết rồi. Nụ cười chất phác của Tần Lâm khiến cho Trúc Linh Linh vô cùng hài lòng, cô biết Tần Lâm rất hào phóng, anh sẽ không tính toán với mẹ cô làm gì. Linh Linh đến rồi, sao lại đẹp hơn nữa rồi thế này, ha ha ha. Đúng vậy, lâu ngày không gặp cũng không dám nhận người quen nữa rồi, còn tưởng là ngôi sao lớn nào nữa cơ. Không phải ư, Linh Linh, nhà họ Trúc bây giờ chỉ trông chờ vào cháu thôi đấy, cháu phải dáng lên đấy, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông chứ, hãy để cho mấy tên đàn ông đấy thấy bọn họ làm được thì con gái nhà chúng ta cũng làm được. Mau mau mau, ông bà đều đã đến đủ cả rồi, mọi người mau ngồi đi. Trúc Linh Linh đã trở thành ngôi sao sáng nhất nhà họ Trúc. Càng ngày cô càng nhận được nhiều sự kính trọng. Ngồi đây đi Linh Linh. Trúc Tam Đao gọi cháu gái mình đến ngồi cạnh, còn có cả bà cụ Âu Dương Diễm Diễm, bác Trúc Minh, bố Trúc Dũng, mẹ Vương Vân, tất cả mọi người đều đang ngồi đây. Ngay khi Tần Lâm ngồi xuống, sắc mặt Trúc Tam Đao có hơi xa sầm. Tần Lâm, bây giờ chắc cậu cũng chưa được coi là người nhà họ Trúc đâu nhỉ. Cậu qua bên kia ngồi đi, hôm nay là buổi họp mặt của nhà họ Trúc, chúng tôi đều ngồi một bàn cả. Tất cả đều là nhân vật có tiếng nói ở nhà họ Trúc. Lát nữa còn có ba thành viên khác của nhà họ Trúc sẽ ngồi ở đây, vậy nên cậu hãy sang bên kia đi. Trúc Tam Đao lạnh lùng nói. Ông nội, anh Tiểu Lâm là chồng chưa cưới của cháu mà, sao lại không có quyền ngồi đây chứ? Còn người nhà họ Trúc sao? Ở đâu thế? Trúc Linh Linh mặt mày ủ rũ, bây giờ địa vị của cô trong nhà họ Trúc chẳng có mấy ai bì kịp, vậy nên cho dù có là ông bà nội thì vẫn phải nể mặt cô ấy. Lúc trước Trúc Minh đã quỳ ở Thanh Viên Trang Mai nên đã không còn tư cách gì nữa. Tất cả mọi quyền lực dường như đều đã nằm trong tay Trúc Linh Linh, đặc biệt là Y Dược Văn Hòa, đó chính là con át chủ bài của cả gia tộc nhà họ Trúc. Nếu đã như vậy thì cứ để cậu ta ngồi đi. Bà nội gật đầu nói, sau đó kéo tay ông cụ. Vậy thì ngồi đi. Ánh mắt Tần Lâm tỏ ra lạnh lùng, nếu không phải vì Linh Linh thì anh cũng chẳng thèm đến chỗ này. Nếu như Linh Linh đã muốn anh đến thì anh phải để cho cô có mặt mũi. Nhà họ Trúc sao, căn bản chả là cái thá gì trong mắt anh cả. Lão Tam, xem ra bao năm trôi qua như vậy rồi mà em vẫn còn ngang bướng như thế, ngay cả anh hai cũng không nhận ra rồi sao. Một giọng nói trầm thấp vang lên, bỗng mọi người nhìn thấy có một ông cụ đang tiến đến với vẻ mặt u ám lãnh đạm, tư thế cao ngạo. Ông ấy là ai? Ông già này chắc không phải là khách quý của ông cụ Trúc đấy chứ. Hình như là vậy, xem ra ông ấy cũng coi chủ nhà này không ra gì. Ông già này có vẻ giống với ông cụ Trúc, chẳng lẽ là anh hai của ông cụ ư? Cũng khó nói lắm, tôi vẫn thấy chuyện này có gì đó khó hiểu. Buổi họp mặt ngày hôm nay chắc không phải là để đón tiếp bọn họ đấy chứ. Người nhà họ Trúc lần lượt nói, đến cả Trúc Minh và Trúc Dũng cũng ngơ ngác, căn bản bọn họ không hề quen biết người trước mặt. Anh, hai, Trúc Tam Đao đột ngột đứng dậy. Trên khuôn mặt già nua hằn lên những thăng trầm của năm tháng và dấu vết của thời gian, ngay khi nhìn thấy Trúc Nhị Bạch, cả người ông cụ liền sững sờ bất động. Âu Dương Diễm Diễm cũng vô cùng sửng sốt, ngay lúc nhìn thấy Trúc Nhị Bạch, ánh mắt của bà cụ có hơi lay động, dù sao cũng nhiều năm rồi chưa gặp, người nhà họ Trúc đã mấy chục năm rồi không liên lạc với nhau, lúc này gặp lại, khó mà tránh khỏi xúc động. Tần Lâm sững ra, ba người này chẳng phải chính là ba người mà anh đã gặp ngày hôm đó sao? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cuối cùng anh em chúng ta cũng có thể gặp lại nhau. Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói, trong mắt có điều gì đó phức tạp. Chuyện này, Trúc Dũng và Vương Vân nhìn nhau, cả người ngơ ngẩn. Bố, người này là anh hai của ông nội hả? Trúc Linh Linh ngạc nhiên hỏi. Bố cũng không biết nữa, bố chưa từng nghe ông nhắc qua bố có bác. Vẻ mặt Trúc Dũng khá khó xử. Nhưng nhìn thấy thần sắc nghiêm túc đầy cảm xúc của bố thì Trúc Dũng liền đoán chắc đó là thật. Anh hai, dạo này vẫn khỏe chứ? Trúc Tam Đao cúi đầu. Ừ, chắc cũng 50 năm rồi chưa gặp đấy nhỉ? Hơn nửa thế kỷ rồi còn gì, cuối cùng anh em chúng ta cũng được gặp lại nhau. Trúc Nhị Bạch thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sương gió, nhưng ngay từ lúc đầu nhìn thấy, bọn họ đã nhận ra nhau. Cho dù có bao lâu thì em vẫn nhớ đến anh hai. Trúc Tam Đao nói, trong mắt không khỏi trực trào nước mắt, 50 năm,
đó là cả nửa thế kỷ, còn đối với anh em họ mà nói thì nó giống hệt như một giấc mơ vậy. Anh biết mà. Trúc Nhị Bạch vỗ vai Trúc Tam Đao, kiểu tình cảm sâu đậm đó căn bản không ai có thể tưởng tượng ra được. Diễm Diễm, dạo này em vẫn khỏe chứ? Trúc Nhị Bạch nhìn sang Âu Dương Diễm Diễm, lúc đầu Trúc Nhị Bạch chính là vì bà cụ nên mới khiến gia tộc chia lìa, sau đó một mình đến thành phố Đông Hải, nếu không thì bây giờ ông cụ đã có thể còn hơn thế nữa. Anh hai. Âu Dương Diễm Diễm khẽ gật đầu nói. Đây là chú ba của mấy đứa, Trúc Tam Đao. Gọi là chú ba. Trúc Nhị Bạch nói. Chú ba. Trúc Phi và Trúc Diệu gật đầu, cùng gọi Trúc Tam Đao là chú ba. Trúc Súng, Trúc Minh, đây là bác hai. Mau gọi đi. Trúc Súng và Trúc Minh cùng đứng dậy, cúi đầu với Trúc Nhị Bạch. Được, tốt lắm, hậu sinh khảo ý, đều là nhân tài của nhà họ Trúc cả. Ai là Trúc Linh Linh? Anh sớm nghe nói Trúc Linh Linh tuy là phận gái nhưng lại có thể hô mưa gọi gió khắp Đông Hải, hôm nay anh muốn xem thử Trúc Linh Linh có thật sự là nhân tài hiếm có của nhà họ Trúc hay không. Trúc Nhị Bạch nói. Ông hai. Trúc Linh Linh đứng dậy, hơi cúi đầu về phía Trúc Nhị Bạch. Tốt lắm, quả nhiên là hổ nữ, nhà họ Trúc chúng ta có phúc rồi. Trúc Nhị Bạch nói với vẻ vui mừng. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông chứ? Linh Linh đúng là cho đàn ông nhà họ Trúc chúng ta một bài học. Ha ha ha. Anh hai, bao năm không gặp nhưng anh vẫn gừng càng già càng cay nhỉ, mời ngồi. Trúc Tam Đao trầm giọng nói. Được. Sau khi Trúc Nhị Bạch ngồi xuống, lúc này mới phát hiện là không thể ngồi đủ, nhìn quanh một lượt mới phát hiện ra Tần Lâm. Sao cậu lại ở đây? Cậu là người nhà họ Trúc à? Trúc Nhị Bạch cau mày, trầm giọng nói. Không phải. Tần Lâm trả lời. Nếu không phải thì còn mặt dày ngồi đây làm gì? Mau cút đi, đây là chỗ của người nhà họ Trúc, làm gì đến lượt cậu ở đây tỏ vẻ? Trúc Phi gằn giọng. Đúng vậy, còn không mau cút. Trúc Diệu được đà lấn tới, nói một cách đĩnh đạc, vị trí này chính là dành cho ông ta. Anh ấy là chồng chưa cưới của cháu. Trúc Linh Linh lên tiếng. Chồng chưa cưới của cháu, cậu ta có thân phận gì? Trúc Nhị Bạch điềm tĩnh hỏi. Mở một y quán, hai đứa trước đây từng đính hôn với nhau mà thôi. Âu Dương Diễm Diễm nói. Linh Linh chính là cục vàng của nhà họ Trúc, cậu có tư cách gì mà ở cùng với con bé? Nói trắng ra lúc trước chỉ là do đính hôn nên mới phải dính lấy nhau, bây giờ đều đã lớn cả rồi, cậu cũng nên xem lại bản thân mình một chút, có thấy xứng với một cô gái tài sắc vẹn toàn như Linh Linh nhà chúng tôi không? Sắc mặt Trúc Nhị Bạch xa sầm xuống. Đúng vậy. Bây giờ Linh Linh còn là trụ cột của nhà họ Trúc, cậu còn không xứng xách dép cho con bé. Trúc Phi tức giận nói. Xã hội bây giờ vẫn còn có người trơ trẽn như cậu sao, thật hiếm thấy đấy, không biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối à. Cậu mà cũng xứng với Linh Linh sao? Chú ba, hôn sự như thế này mà chú cũng đồng ý ư. Trúc Diệu lắc đầu nhìn sang Trúc Tam Đao. Sắc mặt Trúc Tam Đao chợt thay đổi, cười gượng một tiếng, ông cụ cũng không muốn. Nhưng cho dù thế nào thì Linh Linh vẫn đòi ở cạnh Tần Lâm, dù gì Tần Lâm cũng đã từng cứu ông cụ một mạng. Tần Lâm là một bác sĩ đông y giỏi, đã từng cứu mạng chú, nhân phẩm tướng mạo đều vô cùng chỉn chu. Trúc Tam Đao chỉ có thể bất lực gật đầu. Lão Tam, bây giờ Linh Linh đã là trụ cột của nhà họ Trúc, em lại kiếm cho con bé một người đàn ông như thế này sao? Chẳng phải là đang làm mất mặt nhà họ Trúc đấy ư? Cứu mạng em thì cho cậu ta ít tiền là được rồi. Hơn nữa cũng đâu phải đều do công lao của cậu ta, bản thân em cũng có phúc kia mà, chưa đến lúc phải chết thì lấy đâu ra bác sĩ đông y lợi hại cơ chứ. Loại người đó chính là mấy tên lừa đảo, nói trắng ra cậu ta chỉ muốn làm con rể của nhà họ Trúc mà thôi. Nhưng cậu ta không thể sánh với Linh Linh được, anh sẽ không đồng ý chuyện hôn sự này đâu. Trúc Nhị Bạch nghiêm nghị nói, chỉ tay một phát, hệt như thái độ ra lệnh. Đúng vậy, chú ba, chú không thể hồ đồ như thế được. Chuyện này sao có thể để Linh Linh tự quyết định được chứ? Cho dù cậu ta từng cứu chú thì cũng không nhất thiết phải lấy hạnh phúc cả đời của Linh Linh ra đánh đổi đâu, chuyện này chú cần phải suy xét cho kỹ. Chú là người lớn, tụi cháu chỉ là những vãn bối không hiểu chuyện, chú còn không rõ nữa ư. Cháu thấy người này cứ dính vào nhà họ Trúc không buông, bản thân có thân phận như thế nào còn không biết sao. Hừm, một tên bác sĩ đông y rách nát mà cũng đòi làm con rể của nhà họ Trúc. Không thể để cho cái loại lợi dụng thời cơ này làm như vậy được. Trúc Phi cũng nói với bố, ông ta hoàn toàn xem thường Tần Lâm,
thân phận của anh và Linh Linh rõ ràng là một trời một vực, anh sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ không thể nào để chuyện này lặp lại thêm lần nữa được. Trúc Tam Đao cười khổ, sau đó nhìn sang Âu Dương Diễm Diễm. Anh hai và Tiểu Phi nói cũng có lý, chúng ta không thể vì chuyện này mà hủy đi tiền đồ của Linh Linh, bây giờ con bé muốn làm theo ý mình, sau này chắc chắn sẽ ân hận, chúng ta không thể để con bé nóng vội như vậy được, phải để cho nó hiểu rõ địa vị và thân phận của mình. Nếu đến lúc cần thiết thì chúng ta sẽ thay Linh Linh làm chủ. Âu Dương Diễm Diễm thuận nước đẩy thuyền, vốn dĩ bà cụ và Trúc Tam Đao đều không đồng ý chuyện hôn sự này, bây giờ anh hai đã xuất hiện. Với tư cách là một trưởng bối trong nhà nên lời nói ít nhiều cũng có trọng lượng. Đúng vậy, phải nghe lời người lớn, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cháu tự mình quyết định được. Linh Linh, đây đều là mồ hôi và nước mắt của thế hệ trước. Vương Vân kéo Linh Linh sang một bên và nói. Sắc mặt Trúc Linh Linh sa sầm xuống, không ngờ rằng buổi họp mặt ngày hôm nay mọi người lại cùng nhau chèn ép cô, khiến cô trở thành vật hy sinh của gia tộc. Chuyện riêng của cháu, tự cháu sẽ làm chủ. Anh Tần Lâm không phải là người mà mọi người có thể hiểu được. Em xem, đây là thái độ khi nói chuyện với người lớn sao, Lão Tam, anh thật thất vọng về sự dạy dỗ của em đấy. Trúc Nhị Bạch lắc đầu thở dài. Anh hai nói phải, nhưng chuyện này cứ để sau hãng nói. Trúc Tam Đao lên tiếng. Dù sao Linh Linh cũng là trụ cột của nhà họ Trúc chúng ta, không thể nào để con bé gả cho một tên phế phẩm được. Bác sĩ đồng ý à? Ha 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 ha, thật không biết tự lượng sức mình. Trúc Nhị Bạch cười khẩy nhìn Tần Lâm. Xem ra anh đến không đúng lúc rồi, Linh Linh. Tần Lâm nhún vai, dù sao cũng đang ở trước mặt Linh Linh, chắc chắn anh sẽ không lật mặt với nhà họ Trúc, nếu như vậy thì sẽ không nể mặt Linh Linh, nhưng đám ruồi nhặng này thật sự làm cho người ta khó chịu, nói tốt thì là vì gia đình, nhưng thực tế lại muốn đạt được mục đích của bản thân, đó mới chính là kết quả mà bọn họ muốn. Ông Trúc đây cũng không phục sự quản giáo của gia đình nhỉ, nên mới quyết định rời đi, sau đó nỗ lực mới có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay, đúng không? Tần Lâm cười nói, đây chẳng phải là đang mặt dày muốn làm con rể của nhà họ Trúc ư, bản thân cậu không có năng lực thì đừng có so sánh với bố tôi, cậu có thực lực như bố tôi không? Cậu chỉ là một tên bác sĩ khám bệnh, nếu không cho cậu mặt mũi thì cậu cũng chỉ là một thằng ất ơ nào đó mà thôi. Trúc Minh liên tục cười chế nhạo. Cuối cùng vẫn tóm lấy cơ hội để bài xích Tần Lâm, để cho anh biết trời cao đất dày là gì. Nói đúng lắm, cậu có thực lực để so với nhà họ Trúc chúng tôi sao? Cậu có biết nhà họ Trúc to như thế nào không? Nói ra lại sợ dọa chết cậu mất. Trúc Diệu nói với vẻ trịch thượng. Chuyện này sau này hãng bàn, suy cho cùng Linh Linh cũng là trụ cột của gia đình. Tiểu Lâm, cậu cũng nên biết xấu hổ mà cố gắng đi, nếu không thì cậu thực sự không thể sánh nổi với Linh Linh nhà chúng tôi đâu. Trúc Tam Đao nói một cách nghiêm túc. Biết xấu hổ mà cố gắng. Ha ha ha. Tần Lâm cười khẩy một tiếng, tỏ ra khinh thường người nhà họ Trúc, loại người này đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Em có biết vì sao lần này anh lại đến đây không? Trúc Nhị Bạch nhìn sang Trúc Tam Đao rồi nói. Trúc Tam Đao sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, một lúc lâu không lên tiếng rồi mới gật đầu. Lần này chủ của gia tộc bảo anh đến để cho em một cơ hội. Chỉ cần em giúp nhà họ Trúc trở về thì chúng ta vẫn sẽ là người một nhà, đến lúc đó tất cả sản nghiệp của nhà họ Trúc đều sẽ do con trẻ tiếp quản, đương nhiên Linh Linh vẫn sẽ đảm đương trọng trách ở Y Dược Văn Hòa, dù gì thì thực lực của con bé cũng đã quá rõ ràng rồi. Trúc Nhị Bạch nói, cái gì, đem nhà họ Trúc trở về? Trúc Dũng sửng sốt nhìn bố mình, có hơi lo lắng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cho bọn họ tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp ư? Trúc Linh Linh nói nhỏ. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta lại là người một nhà rồi, phải biết rằng tỉnh An Tây lớn hơn rất nhiều so với Y Dược Văn Hòa ở tỉnh Hán Đông, đó là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của tỉnh An Tây, căn bản không thể nào so sánh với một thành phố Đông Hải bé nhỏ được. Lần này anh đến là muốn để cho Lão Tam em quay về nhà họ Trúc, để cho mọi người thừa nhận tổ tiên, nếu không thì em nghĩ anh đến đây để làm gì chứ? Sao anh lại phải lãng phí lời nói của mình ở đây làm gì? Nếu như không vì tuổi của em đã cao thì anh cũng chẳng thèm quay lại đây đâu. Trúc Nhị Bạch lạnh lùng nói. Vậy là chúng ta phải đưa Y Dược Văn Hòa thành của công à. Ngay cả Vương Vân cũng biến sắc, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, đây chẳng phải là đang muốn ăn tươi nuốt sống nhà họ Trúc bọn họ sao. Chuyện như vậy là rất nguy hiểm với nhà họ Trúc.
Đây cũng là chuyện tốt, bố, thừa nhận tổ tiên thì chúng ta mới thật sự là người nhà họ Trúc, lúc đó sẽ có đất dụng võ. Trúc Minh vui mừng nói, có thể làm yếu đi quyền lợi của Trúc Linh Linh, đến lúc quay về nhà họ Trúc thì ông ta chắc chắn sẽ được trọng dụng, vậy nên ông ta mới muốn để bố quay về nhà họ Trúc nhận tổ tiên. Mở miệng ra là nhà họ Trúc, đây chẳng phải là chờ ăn sẵn sao? Lúc trước Y Dược Văn Hòa hưng thịnh như thế, tại sao nhà họ Trúc lại không đến? Bây giờ Y Dược Văn Hòa đã trở thành nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu ở tỉnh Hán Đông thì các người mới mò đến đây, còn có ý định gì thì chắc hẳn ai cũng biết rõ cả rồi. Tần Lâm cười khẩy nói. Nói trắng ra là nhà họ Trúc chỉ muốn độc chiếm Y Dược Văn Hòa mà thôi, chỉ cần đưa cho bọn họ ngân phiếu khống, sau đó thu nạp và biên chế, đến lúc đó ngay cả Trúc Linh Linh cũng sẽ rớt đài, đương nhiên khi đó Y Dược Văn Hòa cũng sẽ nằm trong tay người khác. Cậu là cái thá gì? Đây là chuyện của nhà họ Trúc chúng tôi, đến lượt cậu chõ mõm vào sao, cậu vẫn chưa ở rể nhà chúng tôi đâu đấy. Trúc Phi trừng mắt nhìn Tần Lâm. Không được, cháu không đồng ý, ông nội, đây chẳng phải là đang muốn chúng ta phục tùng sao? Y Dược Văn Hòa là tâm huyết của nhà họ Trúc chúng ta, tuyệt đối không thể để cho người khác lợi dụng được. Trúc Linh Linh ủ rũ nói. Chuyện này, để ông làm chủ, không đến lượt cháu khua tay múa chân. Trúc Tam Đao nói một cách nghiêm nghị, tất cả mọi người đều đang đợi nghe câu trả lời của ông cụ. Lá rụng về cội. Bốn từ này đối với một ông cụ sắp chết là điều vô cùng hiển nhiên. Bây giờ Trúc Tam Đao cũng chẳng còn ham muốn gì nữa, còn về thịnh suy của gia tộc, ông cụ đã thấy rất rõ ràng, vậy nên cũng không còn quan tâm mình đã trải qua những gì, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Duy chỉ có suy nghĩ về việc lá rụng về cội. Đồng thời cũng là tiếc nuối lớn nhất cả đời của ông cụ. Năm đó bị nhà họ Trúc đuổi đi, bị tất cả mọi người cười chê, sỉ nhục, nhưng ông cụ vẫn dáng chịu đựng để sống tiếp, nhưng đối với Trúc Tam Đao bây giờ mà nói thì đã không còn dáng vẻ của năm nào nữa rồi, căn bản ông cụ cũng không muốn làm lớn chuyện, trong lòng ông cụ bây giờ chỉ nghĩ đến việc nhận tổ tiên mà thôi. Một người lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, trải qua biết bao sóng gió hơn nửa thế kỷ. Trúc Tam Đao đến hiện tại vẫn không thể vượt qua được ngưỡng cửa gia đình. Ông cụ muốn quay về, muốn lá rụng về cội, muốn nhận lại tổ tiên, muốn trước lúc chết thắp cho đấng sinh thành một nén hương, cuối cùng là muốn được chôn ở mộ phần của gia đình, đó chính là tâm nguyện duy nhất của ông cụ. Vào lúc thập tử nhất sinh của cuộc đời, Tần Lâm đã cứu ông cụ, ngay lúc đó Trúc Tam Đao đã suy nghĩ kỹ rồi, đời này ông không còn gì để hối tiếc cả, chỉ muốn có thể quay về mà thôi. Bạn có thể chê cười một người không có bản lĩnh, có thể chế nhạo sự hèn nhát và bất tài của người đó, nhưng bạn không thể phủ nhận niềm khao khát về quê cha đất tổ của một ông cụ gần đất xa trời, sự sống và cái chết luôn luân hồi, nhưng nguyện vọng chỉ có một. Google Nga U Trang TRUTRUUEN, Việt Nam. Ánh mắt của Trúc Tam Đao vô cùng thê lương, thậm chí ông cụ đã mất niềm tin vào cuộc sống, ông không còn quan tâm gia tộc kiếm được bao nhiêu tiền hay bản thân sống được bao nhiêu năm nữa. Có lẽ cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu. Bao năm qua ông cụ đã quen với việc tranh chấp thế tục, chỉ có điều khát khao duy nhất đối với cuộc sống mà thôi. 50 năm, nửa thế kỷ, cho dù bố mẹ có qua đời thì ông cụ vẫn không thể về tế bái được, đó là sự bất hiếu của người làm con, bởi vì chính bố đã đuổi ông cụ ra khỏi nhà. Bao nhiêu năm qua, ông cụ đã không còn hận bố mẹ mình nữa rồi, chỉ có một khát vọng là trở về thắp cho đấng sinh thành một nén hương. Quỳ trước mộ khấu đầu mấy cái, đó cũng là chấp niệm cuối cùng của ông cụ. Trong mắt ông cụ ánh lên tình cảm của năm tháng, lễ rửa tội của đời người đã biến thành sự kỳ vọng vào lúc này, ước mong được về quê, nơi cha sinh mẹ đẻ, đó mới là kết thúc cuối cùng của đời người. Lá rụng về cội, không chỉ là hoài niệm của một cái cây, mà đó là kết thúc của một đời người, không có một ai trên thế giới này có thể thoát được nó, sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên trong cuộc đời của một con người. Trở về chính là ước mơ cuối cùng. Ánh mắt Trúc Tam Đao dần nhòe đi, một cụ già gần đất xa trời không kìm được mà rơi lệ, phải có bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu áp lực mới có thể rơi nước mắt như vậy được chứ. Đây chính là khát vọng của ông cụ đối với gia đình, đối với quê hương, cũng như sự mặc cảm của một đứa con bất hiếu. Bố mẹ đã đủ khổ rồi, đứa con bất hiếu này nhất định sẽ quay về thăm hai người. Ánh mắt của Trúc Tam Đao đã khiến cho Tần Lâm cảm động. Cho dù ông cụ có sai bao nhiêu đi nữa, có bao nhiêu lý do thì cũng không qua nổi ánh mắt này. Bố mẹ của Tần Lâm đã chết, anh có thể thấu hiểu được một con người có thể nhớ bố mẹ của mình đến nhường nào,
nếu không thì sao anh lại có chấp niệm muốn trở về Đông Hải được chứ? Đời con người sẽ có lúc giống như cây cối vào thu, đó là lúc bọn họ phải quay về đến nhà, lúc đấy, lãng tử phiêu bạc bên ngoài đều muốn trở về với vòng tay của gia đình. Trúc Tam Đao kinh ngạc nhìn phía trước, dường như về lại điểm bắt đầu, dừng trong hồi ức, cảm nhận được sự vẫy gọi của bố mẹ. Con người ai cũng sẽ già đi, đây là chuyện không thể thay đổi, cũng là quy luật của đời người. Âu Dương Diễm Diễm nhìn ánh mắt cố chấp của người bạn già, trong lòng có muôn vàn khổ sở, lúc trước nếu không vì bản thân, ông cụ cũng không bị gia tộc đuổi ra ngoài. Nếu không vì bà cụ, bọn họ sẽ không lưu lạc ở Đông Hải, ở đây gây dựng sự nghiệp. Nhưng bà cụ biết, mấy năm nay người bạn già của bà đều hoài niệm về lúc còn nhỏ, vẫn luôn nhớ đến bố mẹ, luôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cái này có lẽ là vấn vương cuối cùng của ông cụ. Trúc Linh Linh nhìn khuôn mặt đầy phức tạp của ông nội, lòng cô ấy cảm nhận được một sự khó chịu không thể nói ra, có lẽ là vì đây là nguyện vọng cuối cùng cả đời này của ông cụ. Về nhà. Trúc Tam Đao nói hai chữ đơn giản, khiến không ít người ở đây đều cảm thấy phức tạp, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này của gia chủ, không có ai dám phản bác. Đúng ra là không đành lòng phản bác, lòng của một kẻ lãng tử xa quê là thứ không chuyện gì cản nổi. Nhà họ Trúc ở Đông Hải ở trong lòng Trúc Tam Đao mãi mãi chỉ là một bến cảng dừng đỗ ngắn ngủi mà thôi, chứ không được gọi là nhà. Bởi vì nhà thật sự là nơi ông cụ có thể tự do, có thể vui vẻ. Cơ thể Trúc Tam Đao ngày càng suy yếu, ông cụ cũng hiểu rõ sức khỏe của mình, ông biết thứ mình muốn không nhiều, ông chỉ muốn về nhà mà thôi. Hai chữ này bao hàm rất nhiều tình cảm, Trúc Linh Linh hiểu rõ điều này. Ông nội cô đang muốn lá rụng về cội. Cô ấy muốn từ chối nhưng không nói ra được, bởi vì đây là tâm nguyện cuối cùng của ông nội. Phản đối ông cũng cùng nghĩa với việc tự nhận bản thân là đứa bất hiếu, Trúc Linh Linh căn bản không thể tha thứ cho mình được. Quyền thế, tiền tài lúc này đâu đáng nhắc đến. Ánh mắt của ông nội là thứ khiến mọi người cảm động nhất, nó là ánh sáng cuối cùng, điều này khiến cho mọi người im lặng, không nói được gì. Trúc Linh Linh mấy lần muốn nói nhưng thôi, cô ấy không thể mở miệng được. Tùy ông cụ đi. Tần Lâm nhìn Trúc Linh Linh, lúc này cô ấy và Tần Lâm đều nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên sự kích động, cô ấy biết anh Tiểu Tần ủng hộ mình, đây là động lực lớn nhất của cô ấy. Ánh mắt của Tần Lâm trong veo, cho dù là anh cũng không thể từ chối được ước nguyện cuối cùng của Trúc Tam Đao, đó là quyền lợi của ông cụ, cũng là tài sản quý trọng nhất mà cuối đời ông giữ lại được. Hiếu. Chữ hiếu lên đầu, không có hiếu thuận thì người có tốt đến đâu cũng là vô ích. Cảm ơn anh Tiểu Tần. Trúc Linh Linh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lúc trước cô ấy còn đang do dự, rốt cuộc có nên phản đối quyết định của ông nội không, nhưng bây giờ cô ấy hiểu rõ, bản thân rốt cuộc nên làm gì. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ không đợi được ngày đó. So với Tần Lâm, Trúc Linh Linh đã là hạnh phúc lắm rồi, ông nội, bà nội, bố mẹ đều còn sống. Còn bản thân anh cho dù có chữ hiếu thì e rằng cũng chẳng có cơ hội để thể hiện, đây mới là chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Với đường kim mũi chỉ trong tay, người mẹ thân yêu vội vàng may quần áo cho cậu con trai chuẩn bị đi xa. Trước khi đi còn khâu thật chặt, sợ con trai về muộn quần áo sẽ bị hỏng. Mắt Tần Lâm dần ướt nhoẹt, khóe miệng nở nụ cười an ủi. Quyết định của Trúc Tam Đao khiến nhiều người không khỏi dị nghị, nhưng không ai dám làm trái. Về nhà họ Trúc nhất định sẽ khiến quyền lợi của bọn họ bị giảm bớt, hơn nữa địa vị rất có thể sẽ bị hạ thấp, đến lúc đó có thể phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Bây giờ đang là gia tộc của mình, đến lúc đó thì lại phải nhìn sắc mặt của người khác. Về đại gia tộc, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, hai gia tộc hợp nhất, không chỉ đơn giản là hợp nhất, mà những ẩn khuất bên trong cũng sẽ nhiều hơn. Trúc Nhị Bạch mặt mày nghiêm túc, thâm tình ngắm nhìn Trúc Tam Đao, hai anh em tình sâu nghĩa nặng. Thời khắc này cuối cùng cũng bùng nổ, họ ôm lấy nhau, khóc sướt mướt. Đúng vậy, lão Tam, mấy năm nay, mỗi đợt lễ Tết, anh đều đi cúng bái bố mẹ, anh đã thay em thắp hương. Có bố mẹ ở đây, gia đình ở đây, anh hai ở đây, nhà họ Trúc nhất định sẽ không khiến em thiệt đâu. Trúc Tam Đao để lộ chân tình, một câu nói này đã nói hết 50 năm hương suy vinh nhục, yêu hận tình thù, bây giờ ông cụ bỏ lại hết, ông chỉ muốn làm lãng tử về quê thôi. Anh hai, em nhớ nhà. Trúc Nhị Bạch nghiêm túc, tình sâu ý nặng, yên lặng gật đầu. Được, chúng ta mãi mãi là người một nhà, cái này thì em yên tâm. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn nhớ em.
Nhà họ Trúc chúng ta vẫn luôn nhớ đến em. Mặc dù em luôn ở bên ngoài phiêu bạc, nhưng trong 50 năm mưa gió, anh vẫn luôn nhớ kỹ. Trước lúc lâm chung bố mẹ chúng ta đã dặn dò anh, nhất định phải đưa em về. Trúc Tam Đao vô cùng xúc động, nhiều năm như vậy, ông cụ cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện, hối tiếc cả đời của mình. Ông cụ sẽ không cô độc đến già nữa, lần này, anh hai đích thân đến đây, chuyện này đúng là ấm áp, có thể về đất tổ, đối với Trúc Tam Đao mà nói là điều khiến người ta vô cùng phấn khích. Từ nay về sau, ông cụ không cần phải tha hương nữa. Anh hai, từ nay về sau, cả nhà ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không tách ra nữa. Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao gật đầu. Nói hay lắm, hôm nay không say không về. Yến tiệc bắt đầu, nhà họ Trúc trong lòng đều cảm thấy phức tạp. Đương nhiên ngoại trừ Trúc Tam Đao, Trúc Nhị Bạch và Trúc Phi, Trúc Diệu Gia, ai cũng thấp thỏm. Chuyện nhà họ Trúc quay về đất tổ không hề đem lại lợi lộc cho bọn họ, hơn nữa có khả năng sẽ xảy ra một vụ cướp đoạt khó có thể tưởng tượng, lợi ích ban đầu của bọn họ sẽ bị chèn ép rất lớn, vậy nên tất cả đều còn là ẩn số. Có điều Trúc lão gia vẫn luôn muốn được về nhà, lúc này chẳng ai dám nói ra câu đấy. Dù sao nhận tổ quy tông là đại sự hàng đầu, một khi có người phản bác, thì đó chính là vả vào mặt Trúc Tam Đao. Là chủ của một gia tộc, trong tình huống này, ai dám nói một chữ, không? Ngay cả Trúc Linh Linh là người có quyền lực nhất nhà họ Trúc lúc này, cũng không muốn làm trái ý nguyện của ông nội thì những người khác càng không dám nói gì. Trúc Linh Linh kéo tay Tần Lâm, ngồi cùng một bàn với nhau. Ông nội, Linh Linh chúc ông nội sức khỏe dồi dào, về nhà họ Trúc nhận tổ quy tông đương nhiên là chuyện vui. Có điều cháu bắt đầu cảm thấy, anh Tiểu Tần cũng là người họ Trúc chúng ta, nếu anh Tiểu Tần không có tư cách ngồi ở đây thì chúng cháu sẽ ra bàn khác ngồi. Trúc Nhị Bạch lạnh lùng nói. Đứa bé này trông có vẻ không vui, nó đang nhằm vào anh sao? Trúc Tam Đao nói. Anh hai, anh nghĩ nhiều rồi, bọn họ chủ động nhường ghế. Bậc con cháu ngồi ở bàn chúng ta cũng không hợp. Hôm nay hai người chúng ta uống thêm vài chén, Tiểu Phi, Tiểu Diệu cũng mau ngồi xuống đi. Trúc Phi cười khẩy nói. Cũng nên như thế, bậc con cháu ngồi ở vị trí gia chủ làm cái gì, ở nhà họ Trúc chúng ta, đây là gia pháp. Đúng là không có quy củ, chút lễ nghi này mà không hiểu, bậc cha ông ở đây mà còn muốn vị trí của chúng ta sao? Không biết trái phải, hừ. Trúc Diệu đứng ở bên nói. Mặt mày lạnh lùng. Nói đúng lắm, bậc cha ông đang ngồi ở đây mà còn muốn vị trí của chúng ta. Tôn ti lớn nhỏ không thể làm loạn được, chú ba, chú cũng nên dạy bảo bọn nó một chút. Hai anh em nhìn nhau, trông vô cùng kiêu ngạo, họ nghênh ngang ngồi xuống, căn bản không coi Trúc Linh Linh ra gì. Sắc mặt Trúc Linh Linh thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng, hai tên này đúng là nghĩ mình là người ngoài, thậm chí còn muốn ở đây dạy bảo cô. Trúc Nhị Bạch nói cô không phản bác, đó là kính trọng bậc bề trên, hơn nữa ông ta còn là anh hai của ông nội, cô ấy chỉ là nể ông nội thôi. Hai người thì là cái thá gì, còn bảo ông nội dạy bảo không nghiêm. Trúc Minh lạnh lùng nói. Đúng, bậc cha chú ngồi bàn trên, con cháu không nên ngồi cùng chỗ, gia quy gia pháp vẫn phải có, tục ngữ nói đúng lắm, không có quy củ thì không vào khuôn khổ được. Lúc này ông ta phải tóm được lấy Trúc Nhị Bạch. Bởi bây giờ ông ta chẳng có địa vị gì trong nhà họ Trúc nữa. Bây giờ bố ông ta muốn nhận tổ quy tông. Đây chính là lúc ông ta đoạt lấy quyền lợi, bây giờ chưa bày tỏ lòng thành thì đợi đến lúc nào nữa. Sắc mặt Trúc Dũng và Vương Vân trầm xuống, con gái bị dạy bảo như vậy, bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Hơn nữa anh trai Trúc Minh còn nói như vậy với người ngoài, ông ta rõ ràng đang ôm hận Trúc Linh Linh. Trúc Phi nhìn Trúc Minh, hơi gật đầu, mỉm cười. Ồ! Nhà họ Trúc cũng có người hiểu chuyện nhỉ. Trúc Linh Linh lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi có lễ phép có giáo dưỡng hay không không đến lượt mấy người dạy bảo. Trúc Linh Linh tôi làm việc tử tế, không ăn hết phần mấy người đâu. Trúc Diệu trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận với Trúc Linh Linh. Con nhãi kia, cô nghĩ mình là ai? Trong nhà họ Trúc chúng tôi, không có ai dám nói thế với tôi cả, cô nghĩ cô là ai? Tần Lâm lạnh lùng nói. Bậc bề trên vô đức, ăn nói hàm hồ, còn hy vọng bậc con cháu kính trọng. Nhà họ Trúc mấy người ra giáo thế hả? Thượng bất chính hạ tắc loạn, người trên mà làm bậy thì con cháu không thể nghiêm chỉnh được. Ông đối xử với người khác thế nào thì người khác sẽ đối xử với ông thế ấy. Sắc mặt Trúc Diệu tái xanh, mặt đầy tức giận. Cái tên con rể tương lai của nhà họ Trúc kia,
có tin tôi đuổi cậu ra khỏi cửa không? Bọn ở rể bây giờ mà cũng kiêu ngạo vậy à? Nhà họ Trúc đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Chú ba, người như thế này mà cũng có thể vào nhà họ Trúc chúng ta à? Đó chẳng phải là vớ vẩn sao? Cách dạy bảo bậc con em của chú thế này khiến cháu thực sự không dám khen ngợi. Trong nhà họ Trúc bọn cháu, chắc chắn không cho phép xuất hiện một người đại nghịch bất đạo như vậy, không vâng lời bậc bề trên thì sẽ phải quỳ ở từ đường 3 ngày 3 đêm, ngọc không mài không thành bảo vật, không xử lý bọn họ, không tuân theo gia pháp, bọn họ sẽ trở thành kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Lão Tam, không có quy củ thì không vào khuôn khổ được, chuyện này em xem nên xử lý thế nào. Trúc Tam Đao trách mắng. Đủ rồi, hôm nay anh hai ông đến đấy để giúp đỡ ông về nhà học Trúc, nhận tổ quy tông, sao hai đứa dám đuổi ông ấy đi như vậy? Nói xong, Trúc Linh Linh kéo tay Tần Lâm rời khỏi buổi tiệc. Nếu có người không thích chúng cháu thì chúng cháu xin phép đi về. Nói xong, Trúc Linh Linh kéo tay Tần Lâm rời khỏi buổi tiệc. Chú nhìn xem, sao lại vô liêm sỉ như vậy? Sau này nếu không dạy dỗ tốt thì chẳng phải không coi trời cao đất dày ra gì sao? Chú ba, xem ra tố chất đạo đức của nhà chú không ổn rồi. Trúc Diệu cười khẩy, nói bóng nói gió, bất mãn với Trúc Tam Đao. Ý của ông ta là chúng tôi là những người nhà họ Trúc có xuất thân cao quý, vậy mà đám mấy người chẳng hề kính nể, còn muốn nhận tổ quy tông, chẳng nhẽ mấy người không biết lấy lòng chúng tôi sao? Sắc mặt Trúc Tam Đao trầm mặc, lúc này ông ấy chỉ muốn nhận tổ quy tông, căn bản không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Cháu nói chí phải. Chú sẽ dạy bảo bọn nó. Đối với Trúc Dũng và Vương Vân mà nói, bữa cơm này thật khó chịu, con gái bị người ta gièm pha, cuối cùng còn phải cười trừ, thực sự là vả mặt mà. Anh Tiểu Lâm, xin lỗi này, em không nên gọi anh đến. Hai, Trúc Linh Linh thở dài một hơi, sắc mặt không tốt lắm, hôm nay nếu như không vì ông nội lộ ra chân tình, cứ đòi nhận tổ quy tông thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Có điều chuyện nhận tổ quy tông, bậc con cháu như cô không xen vào được. Trúc Nhị Bạch muốn nhúng tay vào nhà họ Trúc bây giờ, hiển nhiên là muốn lấy đi thành quả lao động để đưa cho nhà họ Trúc cũ. Nói trắng ra là thấy nhà họ Trúc phát triển tốt thì muốn được hưởng cùng. Trúc Linh Linh cũng không hiểu rõ lắm về nhà họ Trúc cũ, nhưng cô ấy luôn cho rằng lần này nhà họ Trúc đến đây có vấn đề. Không sao, ông nội nhận tổ quy tông là chuyện tốt, chúng ta nên chúc mừng ông, chuyện của nhà họ Trúc anh cũng không nên xen vào. Là người ngoài anh vẫn nên để ý đến mình thôi. Tần Lâm và Trúc Linh Linh ăn bữa cơm ở nhà, lúc này Trúc Dũng và Vương Vân cũng trở về, hai người mặt đầy tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi. Giả bộ cái gì, chẳng phải là người nhà họ Trúc cũ thôi sao? Còn nghĩ mình là Khâm Sai Đại Thần à? Anh ta nghĩ người nhà họ Trúc chúng ta là do anh ta quyết định chắc. Mẹ ông hai chó chết, tôi muốn xem ông ta giả bộ đến đâu. Vương Vân vứt túi lên sofa, ôm cánh tay. Trầm giọng nói, tức đến mức hai tay run rẩy. Trúc Dũng thở dài nói, trong lòng cũng hơi tức nhưng dù sao cũng là bố mình muốn nhận tổ quy tông, bọn họ về nhà họ Trúc cũ là chuyện vui vẻ, nếu như không vâng lời bố thì chẳng phải là đại bất hiếu sao. Được rồi, bớt bớt cái mồm lại, dù sao cũng là người nhà họ Trúc, hôm nay ông cụ rất vui, chúng ta cũng không nên gây loạn. Cũng làm được gì đâu, em cứ bỏ qua đi. Có điều nói đến cùng. Trúc Phi và Trúc Diệu thực sự kiêu ngạo quá, hoàn toàn không coi người nhà họ Trúc bọn họ ra gì. Câu nào câu nấy nói nhà họ Trúc này nọ, hình như bọn họ coi nhà họ Trúc ở Đông Hải thành vườn hoa nhà bọn họ rồi. Vương Vân tức giận nói. Anh chỉ biết chịu đựng, trước nay chả biết ra mặt thay em gì cả, Trúc Nhị Bạch thì thôi, ngay cả hai anh em kia cũng sắp leo lên đầu chúng ta rồi, anh bị bọn họ mắng chửi thậm tệ, mà ở đây cười ngây ngô, em không biết anh ngu thật hay ngu giả nữa. Trúc Dũng cười gượng, lắc đầu. Thế thì em định làm gì? Đuổi bọn họ ra ngoài chắc, để bọn họ cút khỏi nhà họ Trúc chắc. Em biết tính khí của bố rồi đấy, lúc này anh mà dám nói, khẻo ông cụ còn cầm dao làm thịt anh. Được rồi, chẳng phải chỉ sướng cái miệng sao, còn làm được gì nữa? Nhà họ Trúc chúng ta thực sự sẽ để bọn họ dở thói ngang ngược chắc. Về nhà họ Trúc là chuyện ván đã đóng thuyền, bây giờ phải xem cuộc sống sau này rồi mới nói. Bố, bọn họ lại gây khó dễ cho bố trong bữa tiệc à? Sắc mặt Trúc Linh Linh tối sầm, không ngờ mấy người đến từ nhà họ Trúc cũ lại vô pháp vô thiên như vậy. Chẳng thế thì sao, nói cái gì mà nhà họ Trúc phải dựa vào bọn họ là trụ cột của nhà họ Trúc, không có bọn họ là không được,
sau này nhà họ Trúc chúng ta cũng phải tuân theo bọn họ. Dạy dỗ một trận như kiểu chúng ta không bằng bọn họ vậy, bọn họ đã hạ thấp chúng ta xuống không đáng một đồng, chuyện quái quỷ gì vậy? Nhà họ Trúc luôn tự lực cánh sinh, sao phải nghe theo sự chỉ đạo của bọn họ chứ, nghĩ mà tức. Sắc mặt Vương Vân xanh mét, cả bữa này không ăn được mấy miếng mà toàn nuốt cục tức vào người, bụng tức anh ách. Mấy người này quá đáng thật đó, ông nội cũng thế. Lẽ nào cứ để bọn họ ngồi lên đầu chúng ta như vậy sao? Con thấy ông nội sắp già lẩm cẩm rồi. Trúc Linh Linh cau đôi mày thanh tú. Câm miệng, sao lại nói năng như vậy, dù thế nào thì đó cũng là ông nội của con, vô lễ. Trúc Súng trợn mắt nhìn Trúc Linh Linh. Cậu nói gì đi chứ? Cậu là chồng chưa cưới của Linh Linh mà. Sao lại câm như hến vậy? Giờ tôi bị người khác bắt nạt, cậu không hỏi thăm chút gì. Sau này nếu Linh Linh bị bắt nạt, một thằng ở rể như cậu chắc cũng không dám ho he tí gì đâu nhỉ. Vương Vân cười mỉa mia, liếc nhìn Tần Lâm. Mẹ, mẹ đừng chút cơn giận lên người anh Lâm động chạm gì đến mẹ đâu. Trúc Linh Linh không vui nói. Ở rể phải có ý thức của ở rể, sao tôi yên tâm giao Linh Linh cho một người vô dụng như cậu được. Sau này Linh Linh đau khổ, chẳng phải lại đến kêu khóc với người làm mẹ là tôi à. Càng nhìn Tần Lâm càng tức giận, Vương Vân nóng lòng muốn đuổi Tần Lâm ra khỏi trang viên Thanh Mai, mặc dù nơi này là của anh, nhưng bà ấy vẫn khinh thường Tần Lâm. Con nhìn con gái nhà bác cả kìa, vừa đi du học ở nước ngoài về, có tiếng có lợi, lại còn kiếm được một anh con rể là doanh nhân nổi tiếng tỉnh Hán Đông cương triều. Lần du học này cũng không phải vô ích, còn có chàng rể tốt như thế, hôm nay xem người ta khoe khoang kìa. Khoe khoang xong, Trúc Nhị Bạch lập tức được mọi người xem trọng. Tôi thấy lần này anh trai ông lại trở mình nữa rồi, hoàn toàn phớt lờ nhà chúng ta, con gái đi du học trở về còn dẫn theo cả con rể vàng, xem lại nhà chúng ta, ha ha ha. Vương Vân chỉ thiếu không chỉ tay vào mũi Tần Lâm chửi, nhưng trong lòng Trúc Dũng cũng vô cùng bực bội, quả thật so với con rể nhà người ta, nhà bọn họ hoàn toàn không thể sánh bằng, không chỉ nhu nhược còn không có chính kiến, ngoài việc được kế thừa trang viên Thanh Mai, hoàn toàn không có sở trường gì, chỉ biết chữa bệnh thôi. Mẹ, sao mẹ lại thích so kè như vậy chứ? Chị Tiểu Nguyệt quay về cũng là chuyện tốt, nhà họ Trúc chúng ta lại có thêm thành viên mới. Mẹ đừng có mà chuyện gì cũng đổ lên người anh Tiểu Lâm như vậy, nếu không có anh Tiểu Lâm, thì mẹ có được ở trong trang viên Thanh Mai không? Cứ thích so kè thì mãi mãi chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, chẳng lẽ con cũng phải so sánh với tỷ phú giàu nhất thế giới à? Anh Tiểu Lâm chính là chàng rể tốt nhất trong lòng con. Trúc Linh Linh thấp giọng nói. Mười người mười ý, đứa trẻ Tiểu Lâm cũng không tồi, bà đừng khắt khe quá. Chúng ta không bằng người khác thì phải cố gắng, không sợ xuất phát điểm thấp, chỉ sợ không cố gắng. Trúc Dũng nói. Cảm ơn chú Trúc. Tần Lâm mỉm cười gật đầu, lúc này Trúc Dũng lại có thể nói ra những lời như vậy, quả thực có chút ngạc nhiên. Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ như thế, mở một phòng khám đã nghĩ sự nghiệp thành công rồi, đến lúc ngay cả tiền quản lý trang viên Thanh Mai cũng không chi trả nổi. Có lẽ cậu là người duy nhất trên đất nước này đấy. Ở nổi nhưng không thuê nổi người quản lý. Tôi cũng lười nói chuyện với cậu, bực hết cả mình, hai bố con các người lại còn khiến tôi bực tức thêm, đi ngủ đi, không người nào khiến tôi bớt lo cả. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Ngôi nhà này thật sự không tồi, môi trường cũng tốt, sau này chúng ta ở đây đi bố. Đúng vậy, con thấy chỗ này rất thích hợp để dưỡng lão, ha ha ha. Đợi sau khi bố nghỉ hưu, chúng ta sẽ xây một trại ngựa ở đây, con thấy ở đây đủ rộng đó, sau đó sẽ làm mấy cái trang trại, gọi gì hai, gì cả đến đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Trúc Phi và Trúc Diệu nói với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, trang viên Thanh Mai là trang viên lớn nhất phía Nam cho đến thời điểm hiện tại, cũng là trang viên xa hoa nhất. Cho dù nhà Trúc Nhị Bạch chuyển vào đây, cũng giống như bà Lưu được vào công viên giải trí vậy đó, nhìn đông nhìn tây, cảm giác rất phấn khích. Ừ, nói đúng lắm, xây một trang trại ngựa, mấy năm gần đây bố đang thích nuôi ngựa, chăm một số loài động vật. Già rồi nên chỉ thích chơi những thứ thế này, ha ha ha. Trúc Nhị Bạch gật đầu, vẻ mặt đầy kiên định, trong lòng cũng đang vui như nở hoa. Ban đầu nếu không vì biết trang viên Thanh Mai này là của nhà họ Trúc thì ông ta cũng sẽ không nôn nóng như vậy. Hơn nữa chuỗi vốn của nhà họ Trúc cũng đang xảy ra vấn đề, sứt đầu mẻ trán. Vì thế ông ta mới đích thân đến nhà họ Trúc ở Đông Hải, lôi kéo Trúc Tam Đao về nhà, hy
Hiện giờ công ty Y Dược Vân Hòa đang phát triển nhanh chóng, ông ta đang cực kỳ ghen tị lẫn thù hận. Ai đang nói chuyện vậy? Là mấy người Trúc Phi à? Vương Vân lập tức đứng dậy. Hình như thế. Trúc Dũng liếc nhìn Vương Vân. Bọn họ đến đây làm gì? Trúc Linh Linh và Tần Lâm quay lại nhìn nhau. Hình như là muốn ở chỗ chúng ta. Thật hay giả vậy? Vương Vân trầm giọng nói. Đúng là tự nhiên như ruồi ấy nhỉ, ha ha. Tần Lâm cười khinh bỉ. Đi thông báo cho mọi người, chút nữa đến đây tập hợp, mở cuộc họp tạm thời. Tần Lâm nghe thấy có người đang nói chuyện ngoài cửa, quả nhiên là giọng Trúc Nhị Bạch, mặc dù mấy người Vương Vân không nghe thấy rõ, nhưng tai của Tần Lâm vô cùng thính. Quả nhiên, có một tin nhắn gửi vào trong nhóm chat của nhà họ Trúc, tất cả đến chỗ ông cụ Trúc họp. Ông cụ này lại định nổi cơn gì vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi mà còn không để cho người khác nghỉ ngơi. Vương Vân oán trách. Được rồi, bố chúng ta đã nói có việc thì chắc chắn là có việc rồi. Trúc Dũng nói rồi kéo Vương Vân dậy. Anh Tiểu Lâm, chúng ta cũng đi đi. Trúc Linh Linh nói. Em đi đi, anh không đi đâu, nhà họ Trúc bọn em họp, suy cho cùng hiện giờ anh vẫn là người ngoài, không tiện tham gia. Tần Lâm xua tay nói. Vậy được, anh Tiểu Lâm, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trúc Linh Linh gật đầu, cùng bố mẹ đi tham gia cuộc họp gia đình. Tần Lâm vốn định đi nghỉ ngơi. Nhưng khi anh liếc nhìn sang nhà bếp thì phát hiện dì Phùng đang ngủ gật trên bàn bếp, điện thoại vẫn đang xem livestream. Lại là Tiểu Tuyết, có vẻ như dì Phùng thật sự rất thích Tiểu Tuyết. Tần Lâm không khỏi mỉm cười nhìn vào màn hình, Vương Đông Tuyết đang livestream cùng với một người phụ nữ khác, hình như là đang bán đồ. Livestream bán hàng, có người mua thứ đồ này sao? Tần Lâm sửng sốt, hình như anh chưa từng mua đồ gì trên livestream. Chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hôm nay Vương Đông Tuyết sẽ mang đến cho mọi người một sản phẩm nồi chống dính không khói, vô cùng dễ sử dụng, đây là sản phẩm mới nhất của Phương Quảng, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn chống dính, không khói, giá lại cực kỳ ưu đãi, chỉ 99 tệ. Bạn không thể mua được một chiếc nồi không khói nào trên thị trường với giá này, hiện nay đang là đợt khuyến mại lớn, giá cực kỳ ưu đãi, có lãi cho khách hàng. Tôi đã sử dụng được một tháng rồi. Cực kỳ tốt, vì thế tôi mới giới thiệu cho mọi người, nếu không tôi sẽ không giới thiệu đâu. Vương Đông Tuyết cười nói vui vẻ, trên tay cầm chiếc nồi không khói, tỉ mỉ giảng giải. Đúng vậy, Đông Tuyết luôn là streamer mà tôi thích nhất, lúc trước, chúng tôi đã mua dùng thử nửa tháng, mới bắt đầu hợp tác, vì vậy các bạn không cần đắn đo nhiều. Sản phẩm của chúng tôi cực kỳ hữu dụng, vừa rẻ vừa chất lượng, bảo hành 3 năm, 10 năm không hỏng, một chiếc nồi hữu dụng trong gia đình. Giá chỉ 99 tệ, 0399, 0199, chỉ 99 tệ. Bạn không nên do dự mà hãy sắm ngay một chiếc, cho dù là hầm xào hay chiên rán cũng rất tuyệt vời. Hơn nữa, chúng tôi chỉ bán duy nhất ngày hôm nay, sau hôm nay, chúng tôi sẽ trở về với mức giá 399 tệ. Người dẫn chương trình ngồi bên cạnh Vương Đông Tuyết hào hứng nói. Chỉ 99 tệ, không mua được sẽ bị thiệt đó. Sau khi mua về nấu nướng, mẹ bạn sẽ khen bạn giỏi giang, chồng sẽ khen bạn đảm đang, bếp luôn sạch sẽ không khói. Chúng tôi luôn đi đầu về công nghệ, muốn mua nồi tốt hãy chọn Phương Quảng, bạn chắc chắn sẽ không phải hối hận, chỉ 99 tệ bạn đã có thể sở hữu chiếc nồi chất lượng tốt nhất. Các bạn xem livestream thân mến, chỉ các bạn mới được hưởng quyền lợi to lớn này, chỉ các bạn mới được nhận ưu đãi. Chúng tôi nói không với quảng cáo giả dối. Hôm nay sẽ hạ thấp giá chiếc nồi không khói xuống thấp nhất. Chúng tôi và Đông Tuyết hợp tác để báo đáp lại người hâm mộ, báo đáp xã hội, tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là doanh số và hiệu quả quảng cáo thương hiệu, chỉ một ngày duy nhất. Cơ hội chỉ có một lần, hãy nắm chắc đừng để tuột mất, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu. Nữ MC Duy chỉ nụ cười tươi tắn, khẽ gật đầu, thể hiện sự ung dung và tự hào trong lời nói. Đúng vậy, chỉ 99 tệ. Duy nhất ngày hôm nay, sang hôm sau sẽ trở về giá gốc, vì vậy các bạn nhanh tay hành động đi thôi, đừng bỏ qua phúc lợi to lớn này nhé các bạn fan thân yêu. Vương Đông Tuyết mỉm cười nói, quả thật chính bản thân cô đã đích thân trải nghiệm chiếc nồi không khói này rồi mới dám giới thiệu cho người hâm mộ, nếu không, cô chắc chắn sẽ không dám tùy tiện bán hàng. Và lạ cô ấy mới livestream không được bao lâu, mặc dù nhân khí rất cao, nhưng đều là do dì Phùng nhà họ Tần Lăng Xê. Lượng fan cứng chắc chắn không thể so với các streamer lớn. Quan trọng nhất là,
Streamer ẩm thực vốn dĩ rất ít người theo dõi, đa phần là những streamer du lịch và mỹ nữ mới có thể trở thành lưu lượng. Vương Đông Tuyết cũng rất thấp thỏm, hiện giờ Livestream bán hàng không dễ dàng gì, lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ gian, sản phẩm giả, hơn nữa đến lúc đó mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu streamer, đến lúc đó sẽ mất cả danh tiếng lẫn lợi ích. Mặc dù Vương Đông Tuyết biết rằng buổi Livestream bán hàng này có thể sẽ không như mong đợi nhưng vẫn có khó tránh khỏi có chút thất vọng, cô chỉ bán được mấy chục đơn hàng. Dù sao thì các fan của cô đã phần là fan nam, các mẹ các bà chỉ chiếm số ít, mà người thật sự mua hàng càng hiếm hơn. Livestream ẩm thực vốn dĩ chỉ là một mảng nhỏ, cộng thêm việc chiếc nồi cô bán cũng không phải sản phẩm chủ đạo, lúc này rất khó để bùng nổ đơn hàng. Sao vậy? Sao không thấy dì Phùng nhà họ Tần đâu cả? Tôi muốn thấy dì Phùng nhà họ Tần. Đúng vậy, dì Phùng nhà họ Tần lúc này cũng nên giúp đỡ một chút nhỉ? Anh bị ngu à? Dì Phùng nhà họ Tần mua nhiều nồi như vậy để làm gì? Làm backpotman à? Ha ha ha. Nói cũng đúng, nhưng khả năng bán hàng Livestream của Vương Đông Tuyết còn yếu quá, streamer lớn như vậy mà chỉ bán được có từng này, quả thật là hơi kém. Dù thế nào, Vương Đông Tuyết hiện giờ cũng khá nổi tiếng, mặc dù nồi tốt thật nhưng chúng ta cũng không cần đến, ha ha ha. Đúng vậy, nếu bán những đồ mọi người đều dùng được thì chắc chắn sẽ có nhiều đơn hàng. Hôm nay Vương Đông Tuyết xinh đẹp quá, tôi không muốn nồi, chỉ muốn Vương Đông Tuyết, hí hí hí. Trong phòng Livestream có khá nhiều người đang nói chuyện cười đùa, hoặc rất nhiều người đơn giản là chỉ đến ngắm mỹ nữ đầu bếp xinh đẹp Vương Đông Tuyết, mua nồi hay không không quan trọng, người đến xem náo nhiệt vô cùng đông. Mặc dù Vương Đông Tuyết luôn gào thét, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cục diện doanh số xấu hổ. Ý, đây là bảng PK bán hàng à? Thế á? PK bán hàng là sao? Đây là hoạt động do Hồ Ngư phát động, chính là streamer bán hàng PK lượng tiêu thụ và tổng doanh thu, người thắng cuối cùng sẽ cướp được 90% lợi nhuận Livestream của đối phương. Còn có cả trò này cơ à? Nói trắng ra chính là mô hình PK cũ, để có thêm lượng fan hâm mộ, tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy bán hàng, hình thành cạnh tranh ác ý. Đến khi đó, streamer nào nếu bán được ít hàng hơn thì cơ bản là về trắng tay. Tặng không công cho người khác. Chậc chậc, vậy vẫn là cạnh tranh bảng xếp hạng thôi, chỉ là đổi cách thức, để fan chúng ta có thể donate nhưng vẫn lấy về được vật chất thực tế, không cần phải tiêu tiền mua những thứ đồ không có thật. Vương Đông Tuyết hơi bối rối, cô ấy không biết nền tảng Livestream lại có thể chơi lớn như vậy, vì lợi ích mà đã bắt streamer bọn họ phải cạnh tranh ác ý với nhau, đến lúc đó sẽ khiến bọn họ cá lớn nuốt cá bé, ăn sạch cá bé, khiến những streamer lớn từ từ thăng cấp. Khiến fan hâm mộ không ngừng bỏ tiền ra mua đồ, mô hình này quả thực quá mức điên cuồng và táng tận lương tâm. Nhưng suy cho cùng, Vương Đông Tuyết biết, đây là xu hướng chung, bản thân cô cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương, căn bản không thể thay đổi được điều gì. Sự ra đời của kỷ nguyên số cho phép ngày càng nhiều người không ngừng giành được lợi nhuận từ đó, nhưng cũng khiến rất nhiều người sa vào đó, rơi xuống vực sâu. Chỉ cần có lượng fan hâm mộ, tạo gắn bó với fan. Khiến fan bỏ tiền túi ra mua hàng là bọn họ đã thành công. Để ở đúng vị trí này, phải tìm kiếm đúng bản thân. Nhưng Vương Đông Tuyết biết, tình cảnh hiện giờ đối với cô không mấy tốt đẹp, dù sao thì doanh số của cô cũng bày ra ở đó, những streamer nổi tiếng có doanh thu hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu ở đây đó. Chút nền tảng của cô có lẽ sẽ chỉ trở thành bao cát cho người ta mà thôi. Mau xem kìa, Vương Đông Tuyết cũng tiến vào bảng PK bán hàng rồi. Không biết sẽ PK với ai. Vãi trưởng, không phải chứ, lại là tiểu hồ nương. Biết cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp chưa, chuyện này giống như là vận mệnh sắp đặt vậy, không thể tránh khỏi. Tiểu hồ nương đấu với Vương Đông Tuyết, hình như tiểu hồ nương chưa thắng trận nào cả, ha ha ha. Lần này không chắc, cậu xem tiểu hồ nương người ta bán gì. Nhìn lại xem Vương Đông Tuyết của chúng ta bán gì. Fan hâm mộ cũng tập trung ở đó, e rằng lần này phải thua rồi. Vương Đông Tuyết sững sờ, lại PK với tiểu hồ nương, chuyện này khiến người ta ra đầu tê tái mà. Cô đã thắng mấy lần rồi, đúng là tiểu hồ nương chưa thắng lần nào, nhưng lần này ai thắng ai thua cũng chưa biết đâu. Không chỉ Vương Đông Tuyết, lần này ngay cả tiểu hồ nương cũng sững sờ. Lại là cô. Sắc mặt tiểu hồ nương tím tái lại. Vương Đông Tuyết hiện giờ gần như đã trở thành cơn ác mộng của cô ta, mỗi lần gặp cô là y như rằng không có chuyện gì tốt, và lại mỗi lần bị Vương Đông Tuyết nhẫn tâm đè ép,
trái tim của tiểu hồ nương lại đau xót, cô ta suýt bị tự kỷ rồi. Nhưng sau thời gian dài như vậy, cô ta cũng đã điều chỉnh lại được rồi, nếu không có lẽ đã biến thành phế vật thật rồi. Lần này Livestream bán hàng, lại lần nữa đấu với Vương Đông Tuyết, khóe miệng tiểu hồ nương nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Livestream bán nồi, đây không phải là tìm chỗ chết à, mọi người đều là vì xem gì Phùng họ Tần, và cả mỹ nữ đầu bếp nữa, nhưng ai sẽ mua nồi cho cô chứ? Doanh số hiện giờ mới chỉ 53, trong lòng tiểu hồ nương vui mừng như điên, đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống rồi còn gì. Lần này, cô ta cuối cùng có thể thoải mái xả cơn tức, chèn ép Vương Đông Tuyết chính là điều cô ta hằng mơ ước. Chỉ cần có thể chèn ép Vương Đông Tuyết, vậy thì cơn tức giận tích tụ bấy lâu nay sẽ được xả ra rồi. Doanh số của tiểu hồ nương hiện giờ sắp vượt qua con số 1.000, chỉ cần cố gắng hết sức thì việc đạt doanh số 2-3.000 là chuyện có thể, đến lúc đó cô ta sẽ khiến Vương Đông Tuyết tức chết. Ha 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 ha! Trong lòng tiểu hồ nương đã sắp cười như điên rồi, xem lần này cô còn có cách nào, tôi không tin fan cứng gì Phùng nhà họ Tần của cô còn có thể mua 1.000 cái nồi đen xì này, ha ha ha. Hai người này có duyên thật đấy. Tần Lâm nhìn điện thoại không khỏi bật cười, trận PK bán hàng này thật là kinh tởm, nói trắng ra là bắt fan mua đồ, nếu không streamer bạn thích sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động, bán hàng không công cho người ta, nhưng suy cho cùng, là phải bòn rút ví của fan. Tiểu hồ nương bán tất, he he he, các anh trai rất thích nhỉ. Giá gốc là 99 tệ, nhưng hiện giờ chỉ 69 tệ. Có tất cả các loại, gen, da, lưới, còn có rất nhiều màu như màu hồng, màu xanh lam, xanh lá, đen, xám, đỏ, không thiếu màu gì hết. Đợi chút nữa tiểu hồ nương sẽ đeo toàn bộ lên cho các anh trai xem. Tiểu hồ nương đeo tất, không ngừng bày ra vẻ quyến rũ trong phòng Livestream, còn không ngừng thay đổi các loại. Màu tất khác nhau, trông cực kỳ xinh đẹp, khiến vô số người mong chờ, doanh số của tất tiểu hồ nương không ngừng tăng lên, nhân khí của phòng Livestream cũng đã lên đến con số hàng triệu, nhiều hơn con số mấy chục nghìn của Vương Đông Tuyết rất nhiều. Tuyệt lắm, anh muốn ngắm tất lưới, nương nương mau thay đi. Anh cũng muốn nhìn màu hồng, hồng phấn mới đẹp, hê hê. Các người thì hiểu cái gì, tất ra mới là tinh hoa thật sự. Tất đen gợi cảm nhất, đổi sang màu đen đi. Xinh đẹp quá, tiểu hồ nương của chúng ta xinh đẹp quá nhỉ. Vương Đông Tuyết kia chắc chắn thua rồi, đấu với tiểu hồ nương chẳng phải tự đào hồ chôn mình à. Tiểu hồ nương của chúng ta cực kỳ giỏi Livestream bán hàng. Bán nồi, một chiếc nồi màu đen thì có gì thu hút người khác. Như tiểu hồ nương đây mới là người bán hàng thực thụ, biết cái gì mới có thể hút fan, Livestream ẩm thực luôn không thể bằng chúng ta. Đúng vậy, mau cút đi, doanh thu chỉ mấy chục cái. Đùa nhau à, ha ha ha. Phần bình luận của tiểu hồ nương không ngừng bùng nổ, doanh số tiếp tục tăng cao. Cho thay trang phục của tiểu hồ nương đã thu hút tất cả sự chú ý của fan nam. Mỗi một loại tất đại diện cho một phong cách riêng, quyến rũ, duyên dáng. Các con sói trong phòng Livestream bắt đầu điên cuồng mua. Tôi muốn mua hai đôi cho vợ tôi thay, hê hê. Có gì khó khăn vậy? Tôi mua cho người yêu của tôi là xong. Lẽ nào đàn ông không được mua tất à? Cứ phải phụ nữ mới được mua. Tôi thích đeo tất ở nhà để tự ngắm mình đấy. Đồ ghê tởm này, mau đi chết đi. Biến thái. Phòng Livestream của tiểu hồ nương vô cùng náo nhiệt, có đủ loại người, đến từ tầng lớp khác nhau, doanh số đang tăng cao, tiểu hồ nương vui đến nỗi không khép nổi miệng. Chiếc tất giá thành chỉ 3 tệ mà bán với giá 69 tệ, doanh nghiệp lấy về 19 tệ 9, một đôi kiếm được 50. 1.000 đôi là 50 tệ, 2.000 đôi là 100.000, nếu mỗi ngày đều bán được nhiều như thế, thì một tháng sẽ kiếm được mấy triệu. Như thế thì ngủ mơ cũng cười tỉnh dậy. Trong lòng tiểu hồ nương cực kỳ kích động, dường như đã nhìn thấy đồng tiền vẫy gọi mình, lúc này trong phòng Livestream của Vương Đông Tuyết vẫn rất trầm lặng, doanh số mấy chục, căn bản không thể vượt qua cô ta, cho dù gì Phùng nhà họ Tần có đến cũng xong đời rồi. Tiểu hồ nương không quan tâm đến việc có thể thắng được Vương Đông Tuyết bao nhiêu tiền, quan trọng nhất là cơn tức trong lòng, tiền cô ta bán hàng kiếm được đã đủ rồi, thừa sức chèn ép Vương Đông Tuyết. Chỉ cần chèn ép được Vương Đông Tuyết, danh tiếng của cô ta chắc chắn sẽ có thể được nâng lên một tầng cao mới, điều này không có gì nghi ngờ, bán hàng kiếm được tiền, và bóp vào mặt Vương Đông Tuyết, trong lòng cô ta vô cùng dễ chịu,
cuối cùng còn có thể hút một lượng phen, chắc chắn là một con viên đá trúng ba con chim nhạn. Vương Đông Tuyết và nữ MC nhìn nhau, trong lòng cũng cực kỳ bất lực. Lúc này nhìn doanh số tiểu hồ nương đã sắp đạt 1.800 rồi, bọn họ còn chưa đến 70, như này cũng thảm quá đi. Cho dù có thua, nhưng thua thảm hại như vậy cũng khó tránh khỏi bị người khác chê cười, mỉa mai. Xem ra Vương Đông Tuyết không được rồi, có tiếng không có miếng, trông danh tiếng Livestream của cô ấy cũng không kém, nhưng sao lại chỉ có mấy người mua đồ chứ? Nói trắng ra, chính là không xác định được nhóm khách hàng thật sự, không nắm bắt được còn có nhu cầu của fan, có mấy người thật sự xem cô ấy nấu nướng chứ? Toàn là đến xem náo nhiệt thôi, có một số người là vì dì Phùng nhà họ Tần mà đến. Anh nói đúng, tiểu hồ nương có lượng fan cứng hàng thật giá thật, đều là fan nhan sắc, mặc dù không được tính là streamer nổi tiếng, nhưng bày trò lẳng lơ cũng thích góp được không ít fan, và lại người ta bán tất, là thứ đồ đa phần đàn ông thích, như vậy sao có thể so sánh chứ? Hai, chả thế à, xem ra lần này Vương Đông Tuyết thua là cái chắc rồi. Đúng vậy, doanh số người ta đã lên đến 2.000 rồi, còn có chưa đến 5 phút nữa sẽ kết thúc trận PK. Lần này PK bán hàng thất bại chắc chắn sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến Vương Đông Tuyết, đến lúc đó sẽ có người cười nhạo chuyện này, danh không xứng với thực, bỏ tiền mua lưu lượng, chắc chắn sẽ bị tạt đủ loại nước bẩn. Trong bình luận của Vương Đông Tuyết, tất cả mọi người đều đang đau lòng cho cô, nhưng lần Livestream bán hàng này, Vương Đông Tuyết cuối cùng cũng biết nó khó khăn như thế nào, nhưng việc thua tiểu hồ nương cũng khiến cô ít nhiều cảm thấy khó chịu, nếu là người khác thì không sao. Tiểu hồ nương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này chèn ép cô, chê giễu cô. Các anh trai, các anh tuyệt vời quá, đã hơn 2.300 đơn rồi, mọi người tiến lên 3.000 đơn nhé. Hôm nay tiểu hồ nương trông cậy vào các anh, yêu mọi người. Ngoa ngoa, tiểu hồ nương bắn tim trước màn hình, ánh mắt vô cùng đa dạng, tất 5-6 màu sắc, cô ta đã đổi trên 10 đôi rồi, đã cố hết sức thể hiện phong cách bản thân trước màn hình. Vô số đàn ông kích động kêu gào trên bình luận, doanh số cũng không ngừng tăng cao, trong lòng tiểu hồ nương thở phào nhẹ nhõm, còn 3 phút nữa, lần này cô ta thắng chắc rồi. 3.000 đơn, tức là lãi 150.000, một đêm Livestream kiếm được 150.000, cho dù đi làm gái gọi cũng không kiếm được nhiều như thế, xem ra tiền thưởng Livestream quả thực rất lợi hại. Trong lòng tiểu hồ nương kích động không thôi, Vương Đông Tuyết, để tôi xem lần này cô xoay sở thế nào. Hừ. Livestream bán hàng có thể nhìn ra độ trung thành của fan hâm mộ xem có cao hay không, tiểu hồ nương của các bạn uy quyền bá đạo. Lần này, người nào đó đã lộ nguyên hình rồi, hừ hừ, hiện giờ biết Livestream bán hàng khó như nào chưa? Quan trọng nhất là, bạn có thể nhận được sự yêu thích của các fan hay không, các anh trai, em yêu các anh, 3.000 đơn rồi. 3.000 đơn, em yêu các anh 3.000 lần. Tiểu hồ nương yêu kiều quyến rũ. Khuôn mặt ửng đỏ, cô ta đã thay liên tiếp mười mấy đôi, mệt chết đi được, hiện giờ chỉ còn lại 2 phút nữa, trận PK bán hàng này, kết quả đã định rồi. Sắc mặt Vương Đông Tuyết vô cùng khó coi, buồn bã chán nản, nhưng trong lòng lại không có cảm giác gì. Dì Phùng nhà họ Tần chưa đến à? Đúng vậy, lần này xem ra Đông Tuyết thua chắc rồi, hai. Đau lòng cho Tuyết của tôi, buồn quá. Hết cách. Nồi đen của chúng ta không thể so sánh với tất của người ta được. Xong rồi, thua rồi. Bình luận của Vương Đông Tuyết như một mảnh đất chết, đầu đầu cũng toàn giọng điệu buồn rầu. Tần Lâm nhìn thấy biểu cảm buồn rầu của Vương Đông Tuyết cũng cảm thấy hơi khó chịu, bên tiểu hồ nương đã bắt đầu chúc mừng rồi, 3.000 đơn, Livestream bán hàng hơn 200.000 đã là rất cao rồi, còn với Vương Đông Tuyết đây chỉ là mơ ước mà thôi. Tần Đại Sư, có chuyện gì dặn dò? Xin anh hãy lên tiếng. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên trong đầu dây bên kia điện thoại của Tần Lâm. Tôi nghe nói Phương Quảng là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Giang Hà các người à? Tôi có một người bạn đang Livestream tiếp thị cho sản phẩm của các người, tôi thấy hiệu quả không ra sao, định giúp cô ấy đặt một flag để thúc đẩy. Nồi không khói 99 tệ, mua một đơn được trả về 98 tệ, tương đương với việc mua một chiếc nồi với giá 1 tệ, quảng cáo trong Livestream. Cũng gửi đến các nhà sản xuất, chỉ cần hàng qua hải quan, sau đó chắc chắn sẽ thành sản phẩm hot, giới hạn 10.000 đơn là được, số tiền 1 triệu kia tôi sẽ bù. Tần Lâm cười nói, há, chuyện này là thế nào ạ, lúc trước tôi đã nghe cấp dưới nhắc về chuyện này, nhưng không quan tâm, vì đây là việc của bộ phận kinh doanh,
vậy giờ tôi sẽ gọi điện cho bộ phận kinh doanh. Còn về 1 triệu kia, cậu Tần cậu đừng không nể mặt tôi như thế, sao tôi có thể lấy tiền của cậu được chứ? Nếu streamer kia là bạn của cậu, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Tần đại sư không cần lo lắng, giờ tôi sẽ gọi điện ngay cho bộ phận kinh doanh. Bà Mã sau khi cúp máy, liền gọi thẳng cho bộ phận kinh doanh của tập đoàn Giang Hà. Tút, 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 tút. 5 chiếc tên lửa siêu cấp bắn tròn phòng Livestream của Vương Đông Tuyết, tất cả mọi người lần nữa trở nên kích động. Dì Phùng đến rồi. Thật hay giả vậy, là dì Phùng thật hả? Còn có thể là giả à? Dì Phùng nhà họ Tần kia. Dì Phùng có thể sẽ đến muộn một chút, nhưng không bao giờ quá trễ. Châu bò quá. Một tiếng click chấn động vang lên, dì Phùng nhà họ Tần đã lên sàn. Phúc lợi thật sự của phòng Livestream sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị đi. Lời của dì Phùng nhà họ Tần khiến tất cả mọi người sững sờ, phúc lợi của phòng Livestream gì cơ? Lúc này, nền tảng hổ ngư phát ra thông báo, phòng Livestream của streamer ẩm thực Vương Đông Tuyết phát động tranh đơn 1 tệ 1 chiếc nồi không khói, giới hạn 10.000 đơn. Bỗng chốc cả nền tảng hổ ngư nổ tung. Cái gì, 1 chiếc nồi không khó Phương Quảng giá 1 tệ? Có chuyện tốt này sao? Giờ dành mua đã điểm, giới hạn 10.000 đơn. Nhất thời, tất cả mọi người đều tràn vào phòng Livestream của Vương Đông Tuyết, vẻ mặt của cô cũng đang đơ ra. Ở bên kia, MC cũng nhận được điện thoại, MC vẻ mặt kinh ngạc, thấy thời gian chỉ còn 2 phút thì lập tức hắng giọng. Tôi vừa nhận điện thoại từ nhà sản xuất, để tạo đà cho Đông Tuyết và quảng bá nồi không khói của Phương Quảng, hiện đang ra chương trình khuyến mãi. Mua nồi không khói giá 99 tệ, sẽ được hoàn 98 tệ trong vòng 3 ngày, cũng tức là 1 chiếc nồi không khói chỉ có giá 1 tệ, cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ sẽ không bao giờ trở lại. Tranh mua 1 tệ. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, tranh mua 1 tệ là khái niệm gì, hiện giờ ngay cả chai nước khoáng cũng đã 2 tệ rồi, 1 tệ có thể mua được gì chứ? Chẳng gì cả, nhưng giờ bạn có thể mua 1 chiếc nồi không khói của thương hiệu Phương Quảng. Phương Quảng là thương hiệu vô cùng nổi tiếng của tỉnh Hán Đông, thuộc tập đoàn Giang Hà, chất lượng uy tín không thể nghi ngờ, Phương Quảng ra sản phẩm thì chắc chắn là sản phẩm chất lượng. Tranh mua nồi không khói giá 1 tệ, ngay lập tức đã đốt cháy nền tảng hổ ngư, tặng phúc lợi 1 triệu, phòng Livestream của Vương Đông Tuyết đã lên con số 1 triệu người trong vòng 1 phút, thậm chí nhân khí đã nhanh chóng vượt lên đỉnh hàng chục triệu. Có một số người xem náo nhiệt, có một số người đến xem xét. Tranh mua đơn 1 tệ, thật sự rất thiệt thòi khi để tuột đơn. Hiện giờ trên đường có tờ 1 tệ rơi dưới đất, rất nhiều người còn lười cúi xuống nhặt, giờ lại mua được 1 chiếc nồi không khói của Phương Quảng, đây không phải chiếc bánh rơi từ trên trời xuống thì là gì? Nồi đâu, nồi không khói đâu? Streamer ẩm thực quả thật là streamer lớn, phúc lợi 1 triệu tệ, chúng ta ai cũng giành được, ha ha ha. Tôi đang đợi nồi, nhanh nhanh nhanh, tôi muốn 1 chiếc nồi đen to. Tranh mua nồi 1 tệ, lần này thực sự bỏ vốn liếng rồi, xem ra nồi không khói Đông Phương đang muốn tạo đà, và lại còn phúc lợi stream đột ngột, hôm nay chắc chắn là có phúc rồi. Bình luận đã bùng nổ, đang đợi Linh Tranh mua hàng. Vương Đông Tuyết sững sờ, nhưng giây sau, nữ MC đã bắt đầu sắp xếp Linh. Lúc này, quả thực là chạy đua với thời gian, ngay cả nữ MC cũng đang tất bật làm việc, cô ấy cũng rất mông lung, nhưng nhà sản xuất đã gọi điện đến rồi. Flex 1 triệu, quảng báo nồi không khói, tạo đà cho Vương Đông Tuyết. Tất cả những thứ này trông thì có vẻ bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó tin. Trong 1 phút trôi qua, sau khi nhìn thấy thông báo của nền tảng, gần như tất cả các fan đều đến phòng Livestream của Vương Đông Tuyết, nhân khí bỗng chốc tăng lên hơn 8 triệu, người của phòng Livestream Tiểu Hồ Nương lúc này cũng nhanh chóng giảm mạnh, gần như tất cả mọi người đều đến phòng Livestream của Vương Đông Tuyết. Tiểu Hồ Nương hoàn toàn mù mờ, sắc mặt tái mét, cô ta vốn định ăn mừng, lần này cuối cùng đã thắng được Vương Đông Tuyết rồi, hơn nữa bản thân còn bán đi 3.000 đơn, thu về hơn 200.000 tệ, đêm nay cô ta có thể ngủ ngon giấc rồi. Nhưng mọi chuyện đã đi ngược với mong muốn, nụ cười của Tiểu Hồ Nương còn chưa kéo dài được 1 phút thì đã bị hiện thực vả mặt. Dì Phùng nhà họ Tần đã xuất hiện trong phòng Livestream, nhà máy sản xuất nồi không khói Phương Quảng đã thu lợi hàng triệu tệ. Cũng trùng hợp quá rồi đó. Chẳng lẽ là do dì Phùng nhà họ Tần ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiểu Hồ Nương lắc đầu nguầy nguậy, nhưng phòng Livestream của Vương Đông Tuyết đã đông nghẹt rồi,
tình huống này thật sự rất hiếm thấy, chỉ giới hạn 10.000 đơn. Tiểu hồ nương cắn chặt môi, hiện tại trong phòng Livestream của cô ta còn mấy nghìn người, nhưng có lẽ số liệu thật chỉ có mấy chục mà thôi, chắc đa số đều đã chạy qua bên Vương Đông Tuyết cả rồi, bây giờ có lẽ cô đang hả hê lắm. Sự xuất hiện của dì Phùng nhà họ Tần đã lập tức làm thay đổi cục diện, ngay cả Vương Đông Tuyết cũng không thể tưởng tượng ra nổi, chuyện này cũng khó tin quá rồi đó. Vốn dĩ cô đã biết lần này đem hàng DPK sẽ đại bại, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì dì Phùng nhà họ Tần lại xuất hiện, người này rốt cuộc là ai chứ? Sao lại có năng lực đến vậy? Vương Đông Tuyết không thể hiểu nổi, nhưng cô biết rằng vào phút cuối cùng, phòng Livestream của cô gần như bùng nổ, đột nhiên trở thành tâm điểm trên toàn bộ nền tảng hổ ngư. Mau mau mau, vào liên kết lẹ lên. Đến đây, Linh đây. Ôi trời, tôi đã giành được rồi sao? Tôi cũng giành được rồi. Khốn kiếp, tôi không tranh được, bị lác rồi. Tôi lấy được rồi, nồi không khói giá một tệ, cảm ơn Đông Tuyết của tôi nhé, yêu yêu. Xấu xa, tiếp sức đi, tôi giành được rồi, đem về nhà cho mẹ dùng. Bà nội nó, hết hàng rồi, 10.000 đơn mà hết trong một phút à. Cảnh tượng này khiến cho Vương Đông Tuyết cảm thấy như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Vào phút cuối cùng lại hoàn thành được 10.000 đơn, thu được hơn cả triệu, cô dường như cảm thấy đây là giấc mơ vậy. Chuyện này thật sự xảy ra với cô sao, tiểu hồ nương lại thua cô thêm lần nữa. Nhiều người không tranh được nồi không khói đang phẫn uất trong phòng Livestream, nhưng những người mua được đều thả 666, thả biểu cảm cảm ơn Đông Tuyết không ngớt. PK hàng hóa xong, Vương Đông Tuyết vẫn cảm thấy mơ màng, tiểu hồ nương lại còn sững sờ hơn nữa, thua thật rồi sao? Cứ như vậy à, bà nội nó, bà đây bỏ ra mấy trăm nghìn để mua thủy quân cơ mà. 10.000 đơn là bao nhiêu chứ, không nói cũng rõ, bán được 10.000 đơn tức là đã đến ngưỡng cửa của một streamer lớn rồi, lượng bán hàng hơn 10.000, đó là điều mà một streamer bình thường không thể nào làm được. Vương Đông Tuyết cũng không ngờ bản thân lại có thể xoay chuyển tình thế đạt được mốc 10.000 đơn, điều này quả thực là thần kỳ mà. Sự xuất hiện của dì Phùng nhà họ Tần đã làm sôi sục sự nhiệt tình trong phòng Livestream, và sau khi giành mua xong thì còn được đẩy lên cao trào hơn nữa, điều này đã góp phần giúp cho độ nổi tiếng của Vương Đông Tuyết được đẩy lên một tầm cao mới. So với buổi nhận giải lúc trước thì bây giờ lại càng danh xứng với thực hơn nữa. Bởi vì lần này Vương Đông Tuyết đã mua phúc lợi trong phòng Livestream, khiến cho tất cả mọi người có được ưu đãi, đa số fan hy vọng sẽ có thứ gì đó đáp trả lại. Ai đầu tư mà không muốn lấy lại bao giờ, cho dù có thích một người, nhưng nếu bỏ ra mà không được hồi đáp thì ai lại dám yêu chứ? Vương Đông Tuyết vô cùng phấn khích, phúc lợi cuối cùng trong phòng Livestream khiến cô không thể nào ngờ được, lúc trước người dẫn chương trình cũng đã nhắc trước với cô, vậy nên sự việc bất ngờ này thật sự làm cô bị sốc. Là dì Phùng nhà họ Tần sao? Dì Phùng? Thôi xong rồi. Lần này hơn 100.000 tiền hàng của chúng ta há chẳng phải là để góp vui cho Vương Đông Tuyết rồi sao? Đúng vậy, tiểu hồ nương lại thua nữa rồi, hai, thật đúng là phí công phí sức mà. Anh nói không phải chứ, tôi thấy thắng chắc rồi đấy, nhưng vào phút chót lại chơi cái trò một tệ giành đồ, chẳng phải là muốn chơi xấu hay sao? Chơi xấu thì sao, một tệ mua nồi không khói, cậu có mua hay không? Tôi, không tranh được. Chỉ có mấy bình luận trong phòng Livestream, lúc này sắc mặt tiểu hồ nương đã vô cùng ủ rũ, cô ta tức đến mức rời khỏi phòng Livestream. Chúc mừng Vương Đông Tuyết, PK thành công, 10.000 đơn đã được bán sạch, bước thêm một bước để trở thành streamer lớn. Đúng vậy, tôi nhất định phải thả like cho Đông Tuyết, tôi giành được nồi rồi, ha ha ha. Hoạt động như vậy phải mở thêm vài lần nữa nhé, đây mới thực sự là phục vụ cho công chúng. Là cách chính xác để hot lên trong giới Livestream. Đông Tuyết là nhất, Đông Tuyết ngầu đét. Vương Đông Tuyết vô cùng vui mừng, cô không quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ cô đã dễ dàng thắng được tiểu hồ nương, chắc chắn bản thân sẽ bị chỉ trích, lần này cô lại lần nữa nhận được sự chú ý, còn tiểu hồ nương lại trở thành bia đỡ đạn. Vương Đông Tuyết lại lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, doanh thu vào thời điểm phát sóng trên nền tảng hổ ngư đã đạt đến cực điểm. 10.000 đơn đặt hàng cũng đồng nghĩa với việc Vương Đông Tuyết đã thực sự trở thành một streamer lớn, lúc này không chỉ có tiểu hồ nương, mà còn rất nhiều streamer lớn khác ở nền tảng hổ ngư đã bấm theo dõi Vương Đông Tuyết. Đông Tuyết nhà chúng ta lợi hại quá đi, 1 triệu tiền phúc lợi quả đúng là 1 triệu,
so với mấy cái mã giảm giá tầm phào kia thật đúng là một trời một vực. Còn cả dì Phùng nhà họ Tần, tôi thấy chắc 80% là do dì Phùng nhúng tay vào rồi. Chắc là vậy rồi, lúc trước dì Phùng nhà họ Tần đã từng tặng hỏa tiễn siêu cấp trong phòng Livestream, nói chúng tôi cũng chuẩn bị nhận phúc lợi, lúc đó vẫn còn mù mờ nhưng bây giờ thì đã nhận ra những gì dì Phùng nói rồi. Còn không phải sao, một khi dì Phùng đã ra tay thì đương nhiên sẽ có rồi, ha ha ha. Không biết có một ngày nào đó dì Phùng cũng mở một phòng Livestream không nhỉ? Chắc không đâu, dì Phùng là fan cứng của Đông Tuyết nhà chúng ta đấy. Dì Phùng là ngầu nhất. Tràn bình luận trong phòng Livestream tỏ ra đầy ngưỡng mộ. Mặc dù không dám tin nhưng tiểu hồ nương biết rằng bản thân đã bị một con chó cái chơi xỏ rồi, lại một lần nữa, lại là Vương Đông Tuyết, lại là dì Phùng nhà họ Tần, vẫn cảm giác quen thuộc đó, sắc mặt tiểu hồ nương trắng bệch, đột nhiên ngồi bịch xuống ghế, môi tím tái. Cơn ác mộng mang tên Vương Đông Tuyết này vẫn chưa bỏ qua cho cô ta, lần này vẫn lại là thua nữa. Hàng triệu nhân khí, lượt truy cập cũng như hàng chục nghìn đơn hàng, phòng Livestream của Vương Đông Tuyết lại một lần nữa trở thành phòng Livestream hot hàng đầu ở nền tảng hổ ngư. 10.000 chiếc nồi không khói đã được bán sạch, cuối cùng trận PK cũng đã kết thúc, không nghĩ cũng biết tiểu hồ nương đang vô cùng buồn bực. Bản thân không ngừng thay đồ trong phòng Livestream nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm nền cho Vương Đông Tuyết, người mà cô ta ghét nhất lại một lần nữa đè đầu cưỡi cổ mình. Vương Đông Tuyết cảm thấy như một giấc mơ vậy, người dẫn chương trình bên cạnh cũng rất phấn khích. 10.000 đơn đã được tiêu thụ, chúc mừng Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết rất vui, thân phận của dì Phùng nhà họ Tần vẫn luôn là một ẩn số, cô háo hức mong một ngày nào đó có thể gặp được dì Phùng nhà họ Tần thực thụ. Một đống bình luận nịnh hót hiện lên, dì Phùng nhà họ Tần đã trở thành thần thánh trong mắt bọn họ. Tần Lâm lắc đầu, không thèm quan tâm, lúc này muốn làm gì mà chẳng được, sau đó anh chào tạm biệt rồi định đi ngủ, nhưng lúc này Trúc Linh Linh lại quay về. Sao thế Linh Linh? Tần Lâm ngây ra, bởi vì sắc mặt của Trúc Linh Linh vô cùng khó coi, khóe mắt cô sưng đỏ, xem ra là vừa mới khóc một trận. Ông nội bảo anh sang đây một chút. Trúc Linh Linh cắn môi. Thều thào nói, chẳng phải là gia đình em tụ họp sao, anh đến đó làm gì? Tần Lâm nhíu mày, nhìn mặt Linh Linh cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn nhà họ Trúc đã làm cho cô khó xử. Thật là không có lý lẽ, bọn họ lại dám ra tay với Linh Linh trên địa bàn của anh, xem ra mấy người không muốn sống yên ổn rồi. Nếu anh không đến thì ông nội nói em đừng đi gặp ông nữa. Trúc Linh Linh nói với vẻ vô cùng tủi thân. Xem ra bọn họ đang muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Trúc rồi nhỉ? Hoặc là Y Dược Văn Hòa? Tần Lâm lạnh lùng nói. Trúc Linh Linh không trả lời, nhưng suy đoán của Tần Lâm cũng đã đúng 8-9 phần rồi, cho dù không phải vì chuyện này thì cũng có lý do gì đó. Đi, đến đó trước rồi nói. Tần Lâm kéo tay Trúc Linh Linh, hai người đi đến biệt thự ông nội ở, lúc này đại sảnh đã chật kín người, có cả Trúc Nhị Bạch, Trúc Phi, Trúc Diệu, Trúc Tam Đao. Âu Dương Diễm Diễm, Trúc Minh, Trúc Dũng, Vương Vân, Trúc Tam Cô, tất cả những người có dòng máu trực hệ với nhà họ Trúc đang ở đây, mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng, Tần Lâm liền biết được cuộc họp gia đình này đã diễn ra không mấy thành công. Linh Linh, ông đã bàn bạc với ông nội cháu rồi, bây giờ cháu hãy từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Y Dược Văn Hòa là được, chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa, đến lúc đó cho cháu đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận là được. Trúc Nhị Bạch nhìn sang Trúc Linh Linh, nói với vẻ lãnh đạm, những lời này cũng làm cho Tần Lâm sửng sốt, bây giờ lại biến thành lấy quyền thế để cướp đoạt rồi sao? Chưa bước vào nhà họ Trúc mà đã lòi đuôi sói rồi ư? Đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt, khi Trúc Linh Linh nắm quyền Y Dược Văn Hòa thì vẫn luôn giúp nhà họ Trúc kiếm được lợi nhuận cao nhất, hơn nữa nếu không được hậu thuẫn của tập đoàn Hiên Viên thì Y Dược Văn Hòa cũng sẽ không thể nào phất nhanh được như thế, vậy nên ngay cả Trúc Linh Linh cũng không biết được nguyên nhân sâu xa. Chỉ có mỗi Tần Lâm hiểu mà thôi. Đúng vậy, cháu còn nhỏ như thế, căn bản vẫn chưa có kinh nghiệm, cháu có biết để quản lý một công ty lớn như thế cần bao nhiêu năng lực không? Quan hệ như nào, can đảm ra sao? Hơn nữa, cháu cũng không hiểu về những mối quan hệ lợi và hại, cháu còn nhỏ như thế, làm sao nhà họ Trúc có thể yên tâm giao Y Dược Văn Hòa cho cháu được? Bác cũng thấy khó hiểu. Chú ba, sao chú lại qua loa như thế? Chẳng lẽ cả đám thanh niên nhà họ Trúc không có lấy một người tài giỏi hay sao? Cháu thấy Trúc Minh cũng được đấy, sao cứ phải dùng mấy đứa nhỏ làm gì? Lỡ may có sơ suất lớn gì xảy ra thì sẽ hối hận không kịp mất.
Trúc Phi nói với vẻ trêu chọc, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, thậm chí là châm chọc, mặc dù Trúc Linh Linh có tiếng tốt trong nhà họ Trúc, nhưng Trúc Phi vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với cô cả. Điều quan trọng nhất chính là, dù gì Trúc Linh Linh cũng là phụ nữ, một công ty lớn như vậy, đáng ra nên để đàn ông quản lý mới phải. Phụ nữ suy cho cùng cũng là người ngoài, gả cho người khác rồi thì giống như hất bát nước đi mà thôi, sau này sao có thể vẫn một lòng một dạ với nhà họ Trúc được chứ? Nếu như lời bác khó nghe thì cháu cũng phải ráng nghe, công ty của nhà họ Trúc thì phải do người nhà họ Trúc nắm giữ, nhất định phải là con trai nhà họ Trúc mới được, rơi vào tay phụ nữ thì không thể làm nên chuyện lớn được đâu. Trúc Diệu chế nhạo, ông ta không thèm coi gia đình Trúc Dũng và Trúc Linh Linh ra gì, ngược lại ông ta còn rất vừa lòng Trúc Minh, bởi vì Trúc Minh là ông chủ, lại còn có con gái học ở nước ngoài về cùng với một chàng rể thực thụ, điều này có lợi rất lớn với sự phát triển của nhà họ Trúc. Trúc Diệu biết vô cũng rõ điều này, vậy nên ông ta nhất định phải kết thân với Trúc Minh, đương nhiên là phải giữ khoảng cách với người nhà Trúc Dũng rồi. Trúc Linh Linh quản lý nhà họ Trúc, điều này trong mắt bọn họ mà nói đều không có thật, làm sao có thể giao một nơi lớn như Y Dược Văn Hòa cho một đứa con gái được chứ? Thật không đáng tin cậy chút nào. Từ trước đến giờ vẫn là do Linh Linh quản lý Y Dược Văn Hòa, nếu giao cho người khác thì không ổn chút nào. Con bé là người hiểu rõ nhất cách phát triển của Y Dược Văn Hòa, hai anh nói như thế, e rằng không được hợp lý lắm đâu. Trúc Súng trầm giọng nói, đây chẳng phải là đang muốn chiếm đoạt sao? Đế còn chưa vững đã muốn leo lên đầu người khác ngồi, cũng gấp quá rồi đó. Có gì mà không hợp lý? Theo anh thấy thì một nơi lớn như Y Dược Văn Hòa mà giao cho phụ nữ quản lý, lại còn trẻ như vậy nữa thì mới không thỏa đáng, còn có rất nhiều điều con bé không hiểu. Nếu để con bé quản lý cả một công ty là trụ cột của gia đình, há chẳng phải sẽ toi hay sao? Đem tất cả mọi thứ giao vào tay con bé mà tụi em cũng yên tâm được sao? Nếu là anh thì anh đã đẩy con bé xuống bậc hai rồi. Phụ nữ không thích hợp làm người điều quân, chỉ cần làm một giám đốc bộ phận là đã đủ rồi, dù sao Y Dược Văn Hòa cũng không thể để con bé ngồi vào ghế chủ tịch được, điều đó sẽ phá hỏng gia phong mất. Từ xưa đến nay phụ nữ vẫn luôn đứng sau đàn ông. Trúc Diệu nghiêm nghị nói, như thể xem Trúc Linh Linh là lính của mình không bằng. Tầm nhìn của Trúc Diệu rất độc đáo, anh vẫn luôn tín nhiệm nó, lấy tư cách là một người anh cả trong gia đình, nó cũng có cách nhìn độc đáo riêng về thị trường, anh cảm thấy Trúc Diệu nói không có gì sai cả, em thấy có đúng không Lão Tam? Trúc Nhị Bạch nhìn sang Trúc Tam Đao, bỗng khuôn mặt Trúc Tam Đao ửng hồng, trong lòng đầy chua xót, nhưng lúc này ông cụ không thể làm trái lời anh hay được. Mặc dù bây giờ sản nghiệp nhà họ Trúc đều nằm trong tay Trúc Linh Linh, nhưng cô thực sự vẫn rất có thực lực, nếu không thì ông cụ cũng đã chẳng giao hết mọi cơ nghiệp trong nhà cho cô lo liệu. Nhưng vì để quay về, vì để nhận tổ tiên, Trúc Tam Đao nhất định phải nghe theo sắp xếp của anh hai, hơn nữa, anh hai cũng là trụ cột của gia đình khi xưa, lời nói của anh hai vẫn luôn được mọi người trong gia tộc ủng hộ, đương nhiên tầm nhìn sẽ không bao giờ sai. Cứ vậy đi. Xem ra sau này Y Dược Văn Hòa sẽ do Trúc Diệu tiếp quản rồi, Linh Linh, cháu mau nghỉ ngơi trước đi, cứ để công ty sắp xếp, chúng ta là doanh nghiệp gia đình nên cũng không có ảnh hưởng gì cả, đến lúc đó bù đắp chút gì cho cháu là được. Trúc Tam Đao nhìn sang Trúc Linh Linh, nói với vẻ sai khiến. Bù đắp, Tần Lâm cười khẩy một tiếng, bù đắp như thế nào, đến cả bản thân cũng không biết ư. Không được đâu ông nội, bây giờ công ty đang trong đà phát triển mạnh. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, nếu không mọi nỗ lực sẽ thành công cốc. Theo lý mà nói, nếu như thay đổi thì sẽ trở thành điều cấm kỵ trên thị trường, hiện tại Y Dược Văn Hòa đang đi đúng hướng, nếu cháu rút lui vào lúc này, chắc chắn Y Dược Văn Hòa sẽ gặp bất lợi. Trúc Linh Linh trầm giọng nói. Bất lợi, có gì mà bất lợi chứ? Chẳng lẽ cháu lại gây khó khăn cho công ty à? Đây là cơ nghiệp của nhà họ Trúc chúng ta, đương nhiên phải do gia tộc quản lý. Nếu như không có cháu thì không hoạt động được nữa sao? Cháu cũng nói là công ty đang đi đúng hướng đấy thôi, vậy thì sao không thể thay đổi được? Cháu đang tự cho mình là nhất đấy à? Vắng mợ trợ vẫn đông, không có cháu thì Y Dược Văn Hòa sẽ càng phát triển hơn nữa. Phụ nữ tầm nhìn ngắn lắm, căn bản chả được gì, Y Dược Văn Hòa ở trong tay cháu thì cũng mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Trúc Phi chế nhạo, từng câu từng chữ đều đang chống đối Trúc Linh Linh. Mỗi người nhà họ Trúc đều đã tự xem nhà họ Trúc là gia đình của mình rồi, bây giờ đối với bọn họ mà nói, Trúc Linh Linh chỉ là một đứa con nít mà thôi. Cháu thật sự xem Y Dược Văn Hòa là của riêng của mình thật sao?
bây giờ lời người lớn nói cũng không chịu nghe nữa rồi ư. Chú ba, chú phải dạy dỗ lại con bé, chú xem đi, nó không muốn từ bỏ quyền lực kia kìa. Cháu cũng không nhìn xem mình họ gì đi, không có nhà họ Trúc thì sẽ có cháu xuất hiện sao? Cháu chỉ cần biết rằng, tất cả những gì cháu có đều là do nhà họ Trúc cho cả, không có nhà họ Trúc thì cháu cũng chẳng là cái thá gì, đến cả cứt cháu cũng không bằng. Trúc Phi tiếp tục nói, ánh mắt lạnh lùng chống đối Trúc Linh Linh. Mấy vị trưởng lão nhà họ Trúc liên tục lời ra tiếng vào, khiến cho Trúc Linh Linh vô cùng xấu hổ, hết người này đến người kia nói nặng nói nhẹ, thật sự làm cô không thể chịu đựng nổi. Lúc này rồi thì đừng do dự nữa, người lớn đã nói như vậy rồi mà cháu còn không nghe sao. Nếu như cháu vẫn không chịu buông thì cháu cho rằng ông nội vẫn sẽ để cháu làm sằng làm bậy ư. Đúng là cháu đã cống hiến cho nhà họ Trúc, nhưng thái độ bây giờ của cháu chẳng phải là đang kể công hay sao? Vì là trưởng bối nên bác vẫn phải nói vài câu, cháu không thể như vậy trước mặt người lớn được, phải lễ phép, phải biết tiến biết lùi, bác là bác ruột nên mới nói với cháu mấy lời như vậy. Giúp đỡ chồng dạy dỗ con cái mới là điều quan trọng nhất mà phụ nữ nên làm, còn về chiến thuật kinh doanh trên thương trường cứ để cho đàn ông quản lý, bây giờ có thể cháu cảm thấy mình ổn, nhưng một khi công ty gặp rắc rối thì chắc chắn cháu sẽ lo không nổi, bác cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu mà thôi, cháu mau xin lỗi ông nội và ông hai đi. Còn cả mấy chú bác nữa, mau đồng ý với mọi người, nếu không thì công ty sẽ bị hủy trong tay cháu mất. Trúc Minh nói một cách nghiêm túc, tận tình khuyên bảo, tỏ ra quang minh chính đại, nhìn Vương Vân như muốn đánh người đến nơi, ban đầu đâu có nói như thế, lúc ông ta quỳ xuống trước mặt bọn họ nào có kiêu ngạo đến vậy. Đúng vậy, Linh Linh, cháu nên từ bỏ đi, cháu không thể gánh vác nỗi Y Dược Văn Hòa được đâu, bây giờ Y Dược Văn Hòa đã đến giai đoạn phát triển rồi. Vậy nên nhất định phải được một người có năng lực thật sự lãnh đạo mới khiến cho chúng ta không đi sai đường, lúc đó mới có thể thật sự trở thành một tập đoàn lớn được, giúp gia đình chúng ta như hổ mọc thêm cánh, trở nên ngày một lớn mạnh. Âu Dương Diễm Diễm cười nói. Bây giờ mọi người đều đang chĩa mũi nhọn và Trúc Linh Linh, nhưng Y Dược Văn Hòa là tất cả tâm huyết của cô, từ trước đến nay cô vẫn luôn dốc hết tâm huyết vào đó, vì Y Dược Văn Hòa mà quên ăn quên ngủ, mới có thể giúp nó trở thành một cơ nghiệp lớn. Cho dù là doanh số bán hàng hay hướng phát triển thì công ty vẫn đi theo chiều hướng tốt hơn. Cô xem Y Dược Văn Hòa hệt như đứa con của mình vậy, một tay nuôi lớn thành người, đâm hoa kết trái, bây giờ bọn họ lại muốn đá cô ra, làm sao Trúc Linh Linh có thể chịu nổi được chứ? Đây chẳng phải là đang đùa hay sao? Nhưng bây giờ Y Dược Văn Hòa đang có rất nhiều vấn đề, đều do cháu nắm cả. Trúc Linh Linh tỏ ra bất bình, hai mắt rưng rưng. Linh Linh à! Cô nói cháu vài câu này, cháu chịu khó nghe nhé, ông nội cháu cũng đã lớn tuổi rồi, sống được bao nhiêu năm nữa chứ? Cháu cứ như vậy với ông, không phải bất hiếu thì là gì đây? Cháu cho rằng bản thân giỏi giang, há chẳng phải là đang xem thường người lớn trong nhà sao? Chẳng lẽ phải để ông nội quỳ xuống cầu xin cháu sao? Cháu thật sự cho rằng mình là tổ tông của cái nhà này rồi ư? Dù cho nhà họ Trúc hay Y Dược Văn Hòa không có cháu thì vẫn sống tốt đấy thôi. Cháu cống hiến nhiều như vậy, đương nhiên gia tộc sẽ không quên, nhưng bây giờ gia tộc đang cần sự phát triển, ông nội sẽ cùng làm với bác hai, vậy mà lúc này cháu cứ 5 lần 7 lượt ngăn cản là có ý gì đây? Cháu thật sự muốn ông nội ôm hận mà chết sao? Tội bất hiếu cháu có gánh nổi không? Cháu hỏi bố cháu có gánh nổi không? Trúc Tam cô thở dài, không ngừng lắc đầu, đây là đang cùng nhau ép Trúc Linh Linh từ bỏ quyền lực. Linh Linh, nhà họ Trúc sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Con yên tâm đi, đây là nguyện vọng cuối cùng của ông nội, con đừng gây rắc rối nữa. Trúc Súng trầm giọng nói, lúc này người làm cha nhất định phải lên tiếng, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi, mặc dù lựa chọn đó là không công bằng đối với bọn họ, nhưng bọn họ phải suy nghĩ cho đại cục. Hơn nữa Trúc Súng cũng tin rằng nhà họ Trúc cũng sẽ không bạc đãi gia đình bọn họ, việc nhận tổ quy tiên của bố vẫn là quan trọng hơn cả. Lời của ông nội lẽ nào không có tác dụng sao? Linh Linh. Trúc Tam Đao nói với giọng bình tĩnh nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nghiêm trọng, lúc này Trúc Linh Linh mới thật sự im lặng, cô không biết phải làm như thế nào mới có thể giải quyết triệt để được, nhưng nếu không đồng ý với ông nội thì đêm nay có lẽ cô sẽ không thể nào rời khỏi chỗ này được. Sự ép buộc của mọi người khiến cho Trúc Linh Linh vô cùng đau lòng, ngay cả bố cũng nói như thế, cô còn có thể làm được gì nữa đây? Không ai có thể giúp cô được nữa rồi, bản thân cực khổ vì nhà họ Trúc. Thế mà hôm nay lại có kết cục như thế này.
người nhà họ Trúc thật sự đã khiến cho cô quá thất vọng. Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến, nói không chừng sau này ông ấy vẫn phải quay lại cầu xin em đấy. Tần Lâm cười nói, sau đó nắm tay Trúc Linh Linh với vẻ bình tĩnh, nếu như Trúc Linh Linh từ bỏ quyền lực, vậy thì cũng có nghĩa là nhà họ Trúc đã lựa chọn bị chỉ trích, hơn nữa còn dính cả những tội danh bất trung bất nghĩa bất hiếu. Mặc dù Trúc Linh Linh không muốn từ bỏ Y Dược Văn Hòa bằng mọi giá, nhưng nếu cô vẫn cố chấp thì có thể sẽ trở thành tâm điểm của dư luận, đương nhiên cũng sẽ không thiếu mấy lời buộc tội và chửi rủa. Hơn nữa người nhà họ Trúc cũng sẽ không chịu từ bỏ, chỉ một mình cô thì không thể nào đối phó với nhiều người như vậy được. Ai cũng có người thân, cô ấy cũng không phải là người nhẫn tâm, Trúc Linh Linh là một người trọng tình trọng nghĩa, đây là nguyện vọng cuối cùng của ông nội. Cô ấy đã từ bỏ nhiều như vậy cũng chỉ vì hoàn thành nguyện vọng này của ông nội mà thôi. Bây giờ Trúc Tam Đao chẳng có ý nghĩ gì khác, chỉ cần nhận tổ quy tông là được rồi, cho dù là đúng hay sai, chỉ cần anh hai nói thì phải làm theo. Cháu xem chồng chưa cưới của cháu kìa, đấy mới gọi là tỉnh ngộ, không vứt bỏ cái cũ thì làm sao có cái mới được. Nhưng xin mọi người thì chẳng cần suy nghĩ nữa, nhà họ Trúc chúng ta từ trước đến giờ có cầu xin ai đâu. Trúc Phi trầm giọng nói. Được rồi, ông nội, cháu đồng ý giao quyền hành lại, bây giờ cháu đi viết đơn từ chức, nhưng cũng mong ông sẽ nhớ, ai là người giúp nhà họ Trúc lúc khó khăn nhất. Trúc Linh Linh gằn từng chữ một. Nhà họ Trúc sẽ không quên cháu đâu, anh hai, anh thấy chuyện này thế nào? Đã thấy hài lòng chưa? Trúc Tam Đao nhìn Trúc Nhị Bạch với một ánh mắt đầy vui mừng. Cũng tạm ổn rồi, tài sản của nhà họ Trúc chúng ta phải đổi mới lại. Trúc Linh Linh làm như vậy cũng được coi là hưởng ứng lời kêu gọi của nhà họ Trúc rồi, rất đáng khen ngợi. Trúc Nhị Bạch gật đầu cười. Sau này Y Dược Văn Hòa sẽ do anh cả nắm quyền. Trúc Minh, bác có nghe nói trước đây Y Dược Văn Hòa là do cháu quản lý, nhưng vì mắc phải một lỗi nhỏ nên bị người ta bắt lỗi. Đúng là không nên như vậy mà, cháu cũng là trợ thủ đắc lực trung thành của nhà họ Trúc, không nên bị đối xử như vậy mới phải. Sau này cháu sẽ là phó chủ tịch. Cùng Trúc Diệu phấn đấu vì sản nghiệp của nhà họ Trúc chúng ta, có ý kiến gì không? Trúc Nhị Bạch nói với Trúc Minh. Đôi mắt Trúc Minh bừng sáng, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng gật đầu, ánh mắt đầy kích động, vui mừng nói. Cảm ơn bác hai đã nâng đỡ, cháu nhất định sẽ không phụ lòng bác, cháu rất hiểu rõ Y Dược Văn Hòa, sau này cháu sẽ cùng anh Diệu cố gắng, nhất định sẽ không để Y Dược Văn Hòa phải khốn đốn. Trúc Minh lập tức nhận lời, hăng hái nói. Được, rất biết nghe lời đấy. Trúc Nhị Bạch và Trúc Minh rất hài lòng, nghe nói Trúc Minh có đứa con gái giỏi giang, tìm được một đại gia ở tỉnh Hán Đông, bây giờ Trúc Nhị Bạch nhất định phải tạo quan hệ tốt với Trúc Minh, sản nghiệp của nhà họ Trúc có phát triển lên một tầm cao mới được hay không thì phải dựa vào ông ta rồi. Còn về Trúc Linh Linh và bạn trai vô dụng của cô nữa, Trúc Nhị Bạch liếc một cái coi thường. Trúc Linh Linh vẫn rưng rưng nước mắt, nỗi đau trong lòng không ai có thể hiểu được. Đứa con của mình bị người khác cướp mất, trong lòng cô đau như thế nào chỉ có cô là hiểu rõ nhất. Tần Lâm nắm chặt lấy bàn tay của cô, không muốn cô phải chịu những nỗi đau kia nữa, bây giờ tất cả mọi người đều trách mắng cô ấy, mặc dù mấy người này toàn cố tình gây sự nhưng anh và cô ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo người ta là người lớn trong nhà chứ? Hơn nữa ông nội còn muốn nhận tổ quy tông, nếu không Trúc Nhị Bạch sao có thể làm mưa làm gió như thế này ở nhà họ Trúc được chứ? Bọn họ đoán chắc Trúc Tam Đao muốn trở lại nhà họ Trúc cho nên mới trắng trợn ra lệnh cho tất cả mọi người, nhà họ Trúc ở tỉnh Lỵ mới có cơ hội đổi đời như thế này. Ông ta cũng chẳng quan tâm Trúc Linh Linh, trong mắt ông ta, những người trong nhà họ Trúc ở tỉnh Lỵ, ngoài Trúc Tam Đao có giá trị lợi dụng ra thì những người khác chẳng là cái thá gì, đều là con cờ trong tay ông ta mà thôi. Trúc Linh Linh, cháu cũng đừng buồn, ông nói thật với cháu, hôm nay ông chỉ muốn thử thách cháu một chút. Cháu đã chủ động giao quyền lại thì thôi, nếu cháu nhất quyết không buông tay thì ông chắc chắn sẽ dùng cách tồi tệ nhất, cháu phải cảm ơn ông nội cháu, cảm ơn bác cả của cháu. Nếu không chúng ta phải gặp nhau ở tòa án rồi, lúc ông nội cháu thành lập công ty cũng là dùng tên của ông, còn có tiền của ông nữa, cũng có thể nói nguồn vốn ban đầu của ông nội cháu là do ông đưa, hơn nữa người nắm quyền thật sự của Y Dược Văn Hòa không phải là ông nội cháu, mà là ông. Nếu cháu cứ khăng khăng làm theo ý mình thì ông chỉ còn cách đưa cháu lên tòa thôi. Nhưng may là cháu hiểu chuyện, chắc chắn người một nhà cũng không muốn ra tòa làm to chuyện, làm như vậy tình cảm gia đình chẳng phải sẽ sứt mẻ sao. Bây giờ thì ổn rồi, cháu giao quyền lại rồi, ông sẽ để cho bác cả và Trúc Minh tiếp quản lại Y Dược Văn Hòa,
cũng là giải thoát cho cháu, nếu không sau này một khi Y Dược Văn Hòa xảy ra vấn đề gì cháu cũng khó thoát tội. Quân tử phải biết phòng thân, đây là cách tốt nhất dành cho cháu rồi. Ông sẽ bảo bác cả sắp xếp cho cháu một chức giám đốc bộ phận nhỏ, cháu đi làm như công chức cũng tốt rồi, con gái cũng không cần quá áp lực, chỉ cần làm chuyện mà bản thân có thể làm là được rồi. Trúc Nhị Bạch nói vậy, suýt chút nữa làm Trúc Linh Linh tức chết. Tần Lâm cũng chau mày, sao lại có loại người vô liêm sỉ đến như thế? Đã giao quyền lại rồi còn nói như vậy, cho dù Trúc Linh Linh có giao quyền lại, thì ông ta cũng không cảm thấy biết ơn hay cảm kích gì. Trúc Linh Linh nén giận, bố con nhà Trúc Nhị Bạch đúng là bắt nạt người quá đáng, khiến cô không thể bình tĩnh được. Muốn đuổi cùng giết tận sao? Hơn nữa còn không nói một tiếng cảm ơn, liêm sỉ chắc chỉ đến như vậy là cùng. Trúc Dũng và Vương Vân cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng tức giận, những chuyện cũng đã xảy ra rồi, hối hận liệu còn kịp không? Trúc lão gia ở đây, nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám phản bác lại chứ? Vẻ mặt Trúc Nhị Bạch vô cùng bình tĩnh, ông ta vốn chẳng quan tâm tới người như Trúc Linh Linh, chỉ muốn ép cô vào đường cùng, bản thân mới có thể khống chế cả nhà họ Trúc, một người phụ nữ, căn bản không đáng để hao tâm phí sức. Cậu là Tần Lâm đúng không? Là chồng chưa cưới của Linh Linh à? Trúc Nhị Bạch nhìn Tần Lâm. Biết rồi còn hỏi. Tần Lâm liếc Trúc Nhị Bạch một cái. Cậu có thái độ gì đấy? Cậu ăn nói với bố tôi kiểu gì đấy? Trúc Phi tức giận nhìn Tần Lâm. Tôi ăn nói làm sao còn cần ông phải dạy à? Bây giờ tôi cũng chưa phải là người nhà họ Trúc các ông, Linh Linh và tôi chỉ quen biết bình thường, ông tưởng tôi dễ bắt nạt sao? Tần Lâm cười nói. Cậu đừng tự cho mình là giỏi, cậu chẳng là cái thá gì trong mắt nhà họ Trúc chúng tôi cả. Bố tôi nói chuyện với cậu vì thấy cậu cũng là con rể tương lai của nhà họ Trúc, nếu không thì cậu còn chẳng xứng để đứng ở đây kìa. Trúc Diệu trừng mắt nhìn Tần Lâm rồi nói. Hai anh em đứng hai bên đều hừ một cái. Được rồi, đều là người một nhà mà, người một nhà thì không cần phải khách sáo, bớt nói vài câu đi, sau này còn sống chung dưới một mái nhà nữa, sao phải đấu đầu với nhau làm gì? Trúc Nhị Bạch vẫy tay. Hừ, Trúc Diệu hừ lạnh, thằng nhóc này đúng là không biết đều, đến người nhà họ Trúc còn phải nể mặt bọn họ, gọi dạ bảo vâng, sao anh lại dám làm mầu trước mặt bọn họ chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.